đó là hệ điều hành và ứng dụng. Các anh chị nắm được khái niệm này không ạ? Cả nhà, các anh chị phối hợp với toàn chút xíu á. Giống như chúng ta xài một cái điện thoại hay một cái máy vi tính, có phải là chúng ta cần có hệ điều hành và ứng dụng không ạ? Vậy thì hệ điều hành mà chúng ta hoạt động đó thì tương đương con người chúng ta nó cũng có cần có phần mềm. Vậy thì phần mềm của chúng ta chính là những gì chúng ta biết, những gì chúng ta tin và những gì chúng ta hiểu. Vậy thì mọi hoạt động hành vi của chúng ta hàng ngày, chúng ta có hình nhận thức được rằng chính là do biết tin hiểu của chúng ta mà chúng ta có những hành vi đó không ạ? Nếu theo góc nhìn này, cả nhà, có phải mình biết cái gì, mình tin cái gì, mình hiểu gì mà mình có hành vi như vậy không? Chúng ta ngẫm lại thử ấy. Mình biết làm sao, mình tin làm sao, mình hiểu làm sao mà mình quyết định hành vi của mình hàng ngày trong cái cuộc sống này. Ồ, vậy thì phần mềm chính là biết tin hiểu. Vậy thì cái biết, cái tin, cái hiểu sơ khai nhất, cái biết, cái tin, cái hiểu nền tảng nhất thì mình cứ hình dung nó chính là hệ điều hành. Thì chúng ta dùng ngôn ngữ khác đi, nó chính là hệ quy chiếu. Vậy thì con người chúng ta đang bị chi phối bởi ba góc nhìn. Đó là chúng ta chịu chi phối bởi cái biết, cái tin, cái hiểu của khoa học mà nó quyết định hành vi chúng ta hàng ngày theo đó mà hình thành. Chúng ta bị chi phối bởi cái biết, cái tin, cái hiểu của tôn giáo tín ngưỡng mà nó chi phối hành vi chúng ta hàng ngày. Ví dụ như ai hàng ngày, có phải ai hàng ngày có thuận duyên mình đốt một cây nhang cho ông bà mình không? Có ai có theo tín ngưỡng thờ ông bà? Có phải mình có niềm tin là có ông bà không? Cái mình đốt một cây nhang, mình đi lễ chùa, mình đi cầu Chúa, mình đi lại 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 nhà thờ. Vậy tất cả mọi hành vi của mình có phải cũng từ đó mà làm không? Mình đi làm việc, mình làm mọi cái xung quanh, có phải góc nhìn của khoa học cho chúng ta những cái đó không? Có góc nhìn của đạo lý, hàng ngày mình sống, mình ăn ở, mình nói chuyện, mình giao lưu với nhau trong dân gian, trong cuộc sống, có phải chúng ta bị chi phối bởi góc nhìn đó không? Cả nhà. Vậy thì cuộc đời của một con người, ai cũng như ai đều bị chi phối bởi góc nhìn đó. Nhưng ít ai có nhận thức rằng chúng ta đang dùng hệ quy chiếu đó để sống trong đời sống này. Và cũng không biết chúng ta đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi nó. Nên là có những cái biết, cái tin, cái hiểu sơ khai và nền tảng nhất trong cuộc đời của một con người thì chúng ta lại không nắm được, đặc biệt là về nhân sinh. Biết tin hiểu về nhân quả của nhân sinh là một trong những hiểu biết hình như hiện nay trong xã hội là tương đối ít nhất. Vậy thì những ngày qua chúng ta đã tìm hiểu được công thức cội nguồn cuộc sống. Chúng ta đã hiểu được cấu trúc con người. Chúng ta đã biết được tam giác hiện thực. Vậy thì chúng ta bắt đầu lý giải nè. Vậy thì về mặt nhân quả của cuộc đời này, theo góc nhìn nhân quả của nhân sinh, theo ba cái tri thức mà chúng ta học tập được, thì góc nhìn nhân quả nó làm sao? Kết quả cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay theo góc nhìn của cái hệ quy chiếu cấu trúc con người, hệ quy chiếu tam giác hiện thực và hệ quy chiếu công thức cội nguồn cuộc sống. Vậy thì có phải là nếu theo công thức cội nguồn cuộc sống thì góc nhìn nhân quả là kết quả cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta đều do chúng ta có chứa hình ảnh gì không? Về nó không? Cả nhà. Có phải chúng ta làm bất kỳ điều gì cũng chi phối bởi việc chúng ta chứa hình như thế nào trong tâm trí? Nếu theo góc nhìn của công thức cội nguồn. Còn theo góc nhìn của cấu trúc con người thì do chúng ta có trạng thái nội tâm như thế nào, hay nói cách khác là chúng ta có tần số rung động gì
thì tương ứng quá trình trải nghiệm của chúng ta cuộc sống theo tần số đó. Và cái gốc nằm ở việc chúng ta có chứa các khối điện từ như thế nào, ác đức, công đức hay phước đức mà nó quyết định. Nếu theo góc nhìn của công thức cội nguồn cuộc sống, dù chúng ta có tổng nghiệp gì, nếu khối phước đức mà khởi tạo thì đời sống con người chúng ta sẽ như ý đến. Còn nếu ác đức khởi tạo thì có phải nó tương ứng với đời sống bất như ý chưa? Vậy thì nếu chúng ta giữ được phước và công thì đời sống của chúng ta sẽ có được một cái nhân rất tốt. Nếu chúng ta giữ được hình ảnh tâm trí tốt về hôn nhân, giữ được hình ảnh tâm trí tốt về bản thân và những người xung quanh, thì chúng ta lại có mối quan hệ xã hội như ý và phát triển tốt trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tam giác hiện thực cho chúng ta biết được rằng chúng ta biết tin hiểu theo chiều hướng có lợi thì chúng ta có hiện thực có như ý, còn biết tin hiểu theo chiều hướng bất lợi thì chúng ta sẽ có hiện thực bất như ý. Nên chúng ta có nhiều khái niệm nguồn có lợi thì nó sẽ thuận lợi cho cuộc sống của chúng ta có hiện thực như ý. Vậy thì chung quy lại, nếu chúng ta lấy ba hệ quy chiếu này làm nền tảng, chung quy lại nếu chúng ta lấy ba hệ quy chiếu này làm nền tảng thì chúng ta sẽ lý giải được tất cả những cái vấn đề nhân quả của nhân sinh. Bắt đầu, nếu chúng ta luận về vấn đề nhân quả của nhân sinh, cụ thể là hôn nhân gia đình của một con người, một ai đó, vậy thì hôn nhân của họ về mặt kết quả của hôn nhân bắt nguồn từ đâu? Thứ nhất, bắt nguồn từ việc người đó chứa hình như thế nào về hôn nhân. Các anh chị đồng thuận với toàn điều đó không? Các anh chị có đồng thuận với toàn kết quả về nhân quả của hôn nhân? Kết quả hôn nhân của một người có phải người đó chứa hình như thế nào về hôn nhân không? Thứ hai là người đó có trạng thái nội tâm khi nhắc đến hôn nhân, trạng thái cân bằng hướng dương hay là trạng thái âm về hôn nhân, nó quyết định cái hôn nhân của họ, và họ có khái niệm nguồn gì hôn nhân, thì có phải ba điều đó cộng lại nó quyết định cái quả của hôn nhân người đó không? Cả nhà xác nhận giúp toàn cái để coi các anh chị nắm tới đâu toàn mới thắp sáng thêm ngọn đèn trí tuệ cho các anh chị được. Rồi bây giờ tới cái kết quả về sức khỏe của một con người cũng liên quan tới vấn đề nhân sinh của con người. Kết quả sức khỏe của một người đại diện cho việc họ chứa hình như thế nào về bản thân họ, đại diện cho việc họ có trạng thái nội tâm như thế nào về bản thân họ, và họ có chứa khái niệm nguồn như thế nào về sức khỏe, có phải nó quyết định cái hiện thực sức khỏe của người đó không? Các anh chị. Rồi, vậy thì kết quả nội tâm của một con người về hạnh phúc của một con người, có phải khi hạnh phúc đó, thì họ rõ hình như thế nào về hạnh phúc của họ? Trạng thái nội tâm của họ nhắc đến hạnh phúc có cân bằng hướng dương không? Hạnh phúc của bản thân á, và họ có khái niệm như thế nào về hạnh phúc? Có phải cái kết quả là nó quyết định hiện thực hạnh phúc của người đó không? Cả nhà. Hiện thực tài chính của con người cũng tương tự như vậy. Vậy thì thông qua ba cái tri thức nền tảng, hay còn gọi là ba hệ quy chiếu chuẩn, công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực, có phải chúng ta lý giải được mọi vấn đề của nhân sinh của chúng ta hiện ra hiện nay đều có thể lý giải bởi ba cái tri thức đó không cả nhà? Cả nhà. Vậy thì khi chúng ta thấu hiểu ba hệ quy chiếu chuẩn đó, chúng ta lý giải được mọi vấn đề của nhân sinh hiện tại đang xảy ra đối với một con người, thì đồng nghĩa với chúng ta được hiểu là chúng ta đã bước đầu thấu hiểu nhân sinh. Và Toàn vừa cho các anh chị một hy vọng rất lớn. Toàn báo với các anh chị bí mật, nhưng hứa đừng có nói ai nghe.
dù người đó có trình độ tiến sĩ hay giáo sư, có thể kiến thức thế giới quan mênh mông đại hải, nhưng mà kêu họ lý giải tại sao hôn nhân của họ đang có vấn đề, họ không biết cách lý giải. Bởi vì họ không có thể thấu hiểu được nhân sinh nếu thiếu hệ quy chiếu chuẩn. Nhưng bất kỳ ai, dù chúng ta học trình độ gì, dù chúng ta có biết chữ hay không biết chữ, thì khi hiểu được cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ ba góc nhìn này, ở ba cái tri thức này, chúng ta đều lý giải được mọi vấn đề của nhân sinh. Nên vấn đề của nhân sinh rất công bằng. Đối với nhân sinh này rất công bằng, bởi vì không phải ai đại diện cho cái việc bạn là ai thì cuộc sống nhân sinh bạn tốt. Không có cái khái niệm đó. Người nào thấu suốt và thấu hiểu thì người đó có cuộc sống tốt, chứ không đại diện cho bằng cấp hay bất kỳ điều gì. Các anh chị nắm ý này không? Nên là người nào càng có tri thức, mà càng có tri thức cao, mà hay lại không thấu hiểu ba hệ quy chiếu chuẩn này, thì tri thức cao cỡ nào cũng không có đại diện cho việc người đó thấu hiểu gì nhân sinh. Nhưng người đó có thể thấu hiểu gì thế giới quan. Còn về việc nhân sinh quan thì chúng ta được cao nhân chỉ điểm ba hệ quy chiếu chuẩn này, thì các anh chị bắt đầu, bước đầu tiên là thấu hiểu nhân sinh. Trong những ngày tới thì chúng ta sẽ đi nhiều sâu hơn nữa để hiểu về nhân sinh hơn nữa, thông qua chúng ta thắp các ngọn đèn về trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Thì bốn ngọn đèn này được thắp lên trong con người chúng ta thì mặt nhân sinh chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn nữa. Các anh chị hãy cho mình một cái khoảng thời gian 3 năm đồng hành cùng với Quyết tham gia các lớp học, để các anh chị có thể thấu suốt nhân sinh thông qua có khoảng 3 năm. Dành thời gian 3 năm vừa học tập, vừa thể nghiệm, vừa giúp người giúp đời, thông qua 3 năm để chúng ta có thể thấu suốt nhân sinh. Không ngại gì đăng ký vào mentor. Không ngại gì để các anh chị đăng ký vào mentor, tại vì mentor là một cái khóa học rất là đặc biệt. Khóa học mà giúp cho chúng ta tìm hiểu sâu sắc cả bốn lĩnh vực nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và cả về tài chính. Vào đó chúng ta có cơ hội rèn luyện các khía cạnh của cuộc sống này, chúng ta rèn luyện, trải nghiệm giúp người. Và qua thời gian thì để 3 năm để thấu hiểu nhân sinh, để từ đó trong phần đời còn lại, các anh chị nói bất kỳ gì vấn đề nhân sinh chúng ta nắm bắt. Thì nên là gì ạ? Chúng ta cho mình cái cơ hội 3 năm học tập. Nguồn lực học tập trong 3 năm thì toàn quan sát lại các anh chị chi tiêu tài chính học tập thì bản chất không có bao nhiêu, nhưng mà do chúng ta phải học offline, học này học kia, một số khóa học mà các anh chị tự trả tiền cho ăn uống ngủ nghỉ của mình, thì toàn tính đi tính lại các anh chị chi tiêu khoảng 150 triệu cho quá trình ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng học học hành. Còn tiền học thì hầu như là không có. Chỉ có tiền đóng cọc cho các chương trình mentor master, thì mentor thì đang đóng cọc 10 triệu đồng, học xong trả lại, master đóng 20 triệu, học xong gửi lại. Còn ai muốn đền đáp tiếp nối thì các anh chị gửi lại. Còn tài chính thì toàn quan sát là các anh chị, ví dụ như một khóa học nội tâm offline thì đóng bao nhiêu tiền, là mentor thì các anh chị tham gia lớp quảng bá, còn là master thì có yêu cầu, mentor thì yêu cầu các anh chị học đại hội tổng kết thì tham gia, các anh chị tự đóng tiền đó. Master thì có 3 lần offline thì cộng đi cộng lại thì toàn tính khoảng cỡ 150 triệu đồng. 3 năm học hỏi không có tính tiền học. Nếu tính tiền học thì chương trình mentor các anh chị đóng khoảng 100.000 đô người ta cũng không trả dạy cho chúng ta. Tại vì chương trình đó suốt 8 tháng học liên tục, trải qua một lộ trình sâu dày như vậy thì nó khủng lắm. Giờ học hơn học đại học với thạc sĩ mà. Trình độ chuyên gia chứ không phải là trình độ học để cho biết đơn thuần. Nếu người nào học nghiêm túc thật sự.
sau đó tạo nên những chuyên gia giúp đời. Thì bồi dưỡng đủ 10.000 mentor thì Toàn đóng chương trình đó, Toàn sẽ không mở nữa. Nên thời gian trước Toàn tính đóng lại ở mentor 6 là đợt này, nhưng trong quá trình suy ngẫm lại và cũng như ý kiến của một số người mà Toàn hỏi ý kiến của cộng đồng, thì cộng đồng nói Toàn dời ra, tạo điều kiện cho họ ngắm để họ học tập và phát triển, thì tới mentor 7 là chúng ta sẽ đóng chương trình. Trên thế giới này được 10.000 chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm được chứng nhận, thì chúng ta sẽ kết thúc cái này. Rồi sau đó Toàn sẽ cấp chứng nhận cho rất nhiều anh chị đủ tư cách đào tạo mentor. Thì lúc đó các anh chị được các master, những người hậu master bồi dưỡng cho các anh chị, còn Toàn không bồi dưỡng trực tiếp cho các anh chị nữa để trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nữa. Toàn sứ mệnh của Toàn là chuyển qua bồi dưỡng cho các doanh chủ, và Toàn đồng hành cùng nhà giáo dục gia đình để thực hiện kế hoạch cho trẻ em. Còn Toàn có 5 năm để bồi dưỡng cho các anh chị trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Nên Toàn cũng khuyến khích các anh chị có nhân duyên cho với Toàn trong vòng 2 năm này, thì chúng ta cùng đồng hành để trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Còn lộ trình từ khi học bắt đầu đến khi các anh chị vô mentor 8 tháng, sau đó các anh chị học lên master tầm 8 tháng nữa, thì cộng với những ngày học của các anh chị ở đây giờ nữa, thì lây quen năm mấy 2 năm, sau đó các anh chị ai tham gia vào cộng đồng và hậu master nữa, thì lây khoảng 3 năm là các anh chị thấu suốt một phần nhân sinh, thấu suốt nhân sinh. Thì Toàn thông báo cho các anh chị để biết lộ trình. Con chào cả nhà, không lại đây chào cả nhà cái. Ê, con gái xin chào cả nhà. Đây. À, con cười, con chào cả nhà đi. Đây, con nói đi. Rồi đấy, con xin chào cả nhà. Con là Kai đó. Con là tên Khánh Anh. Con chào cả nhà, nói đi con. Con chào cả nhà. Nói đi. Con chào cả nhà. Con nói đi. À, nói đi. À, con chào cả nhà. Nói đi. Con. Nói đi. Con. Chào. Nói đi. Đó, nói đó, thấy không? Mở miệng nói con. Chào. Cả. Nhà. Nói đi con. Nói con đi, nói đi. Con con chào, chào con, chào đi, nói chào đi, chào cả nhà, nói đi con, nói đi con đi con. Nói đi. Ở con. Chào. Nói đi. Con. Chào. Chào. Nói đi. Cả. Nhà. Nói đi. Con. À, vậy ha. Nói gì thôi ha. Rồi, đó là con gái. Rồi, Đấy. Ra đó phun cái gì mà phun, kêu chào không chịu chào, ra đó phun cái gì vậy? Mấy bạn vậy đó, bà xã toàn thường ngày cho nước uống, mấy con mà bắt đầu bập bẹ nói chuyện chưa chuẩn bị á, cái đưa nước, cái nói con cảm ơn mẹ, cái mấy ổng gật gật đầu sao, cái chuẩn bị lấy nước, cái nơi nhiều nhiều, à, cái mấy ổng gật 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 sao, cái tới khi muốn nói chuyện á,
Muốn nói chuyện cái nhanh nói chuyện lắm. Các con nhanh nói chuyện, các con tự nhiên muốn gì cái con nói chuyện à, mình kiên nhẫn chút. Thấy chào chào gì chưa, mấy ông bà biết đó, biết là chào đó, nhưng mà phi phi nước miếng chơi vậy đó. Dạ K25 hả? K25 vợ toàn mới đi đẻ hả? Các anh chị nhớ K25 nữa hả? Dạ à, dạ khi chúng ta hiểu được ba hệ quy chiếu chuẩn thì chúng ta bắt đầu sao ạ? À? Bắt đầu bước đầu thấu hiểu nhân sinh. Còn trước đó nếu chúng ta không biết cái này thì thực chất về nhân quả của nhân sinh, các anh chị thấy mình hơi mờ mờ không cả nhà? Các anh chị có để ý nhân quả của nhân sinh hình như mình hơi mù mờ lắm. Người ta nói sao, cuộc sống sao mình cũng không để ý tới à. Có để ý không ạ? À? Trước đây cũng vậy, khi các cao nhân chưa chỉ điểm, mình thấy mình mù mờ vì nhân quả của nhân sinh. Thế sao kỳ vậy? Cuộc đời của con người có nhiều người thành công nhưng mà tại sao không thành công trọn vẹn vậy? Nếu người nào đó có cuộc sống như thế này tốt về tài chính thì chưa chắc hôn nhân hay mọi cái nó lại tốt đẹp. Thì mình cũng không khẳng định rằng mình có cuộc sống tốt hoàn toàn được trong cái giai đoạn này. Nhưng khi mình biết nhân quả của nhân sinh rồi, mình muốn quả gì thì mình kiến tạo từ nhân thôi. Thì giai đoạn này là giai đoạn vàng để chúng ta bồi dưỡng về nhân. Nên hôm qua thầy giáo Nhật Anh cho chúng ta cái nhân tốt là nhân như thế nào, các anh chị nhớ không? Nhân con người tốt á là nhân gì cả nhà nhớ không? Thứ nhất, nhân sâu trong con người chúng ta là gì? Hình ảnh trong tí tốt, đúng chưa? Công đức phước đức, khái niệm nguồn có lợi, trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, nhớ không? Nhớ cái nhân tốt không đó ta? Các anh chị nhớ hen. Vậy thì trí tuệ là một trong những nhân tốt trong con người chúng ta. Nếu chúng ta thắp được cái ngọn đèn trí tuệ này, hay nói cách khác là chúng ta phát triển được khái niệm nguồn có lợi này, thì tự khắc sao ạ? À? Tự khắc con người chúng ta sẽ có một cái nhân tốt. Vậy thì trí tuệ là gì và các tầng bậc trí tuệ kiểu sao, và chúng ta tìm hiểu về trí tuệ để chúng ta nắm bắt. Vậy thì chúng ta mượn tam giác hiện thực ha, chúng ta mượn tam giác hiện thực. Chúng ta mượn tam giác hiện thực. Chúng ta vẽ về trí tuệ. Các anh chị viết chữ trí tuệ vô chút đó. Thay vì chúng vẽ tam giác thì chúng ta vẽ toàn sự thông tin, thông tin của trí tuệ, tượng của trí tuệ và vật chất của trí tuệ. Thông tin của trí tuệ, năng lượng của trí tuệ và vật chất của trí tuệ. Thông tin của trí tuệ, năng lượng của trí tuệ và vật chất của trí tuệ. Thì các anh chị giúp đỡ toàn, chúng ta bắt đầu ghi thông tin của trí tuệ. Trí tuệ đơn giản được hiểu là, trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Đầu tiên chúng ta phải hiểu được trí tuệ được hiểu là một trạng thái nhận thức nội tâm. Đơn giản được hiểu là một trạng thái nhận thức nội tâm. Có 5
có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ, có 5 trạng thái nhận thức nội tâm chứ. Anh chị ghi có 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Dạ. Với 5 trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ. Được chưa? Anh chị ghi giúp Toàn. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1. Là trạng thái nhận thức nội tâm, là trạng thái nhận thức nội tâm về sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Là trạng thái nhận thức nội tâm về sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Là trạng thái nhận thức nội tâm về sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Đúng sai. Đúng sai. Đúng sai. Thật giả. Thật giả. Đúng sai, thật giả. Tốt xấu. Đúng sai, thật giả. Tốt xấu. Nên không nên. Ý nghĩa là sao ạ? Ý nghĩa là sao? Trạng thái nhận thức này là ý nghĩa là sao? Có nghĩa là khi trong cuộc sống á, chúng ta đối diện với một con người nào đó, một sự vật nào đó, một sự việc nào đó, một hiện tượng hay một hoàn cảnh nào đó, có phải nhiều lúc chúng ta đối diện với con người ngay giây phút đâu đó chúng ta hiện lên một trạng thái người này là người tốt nè, người này là người không tốt, có hiện tượng đó xảy ra không các anh chị? Có trạng thái đó xảy ra không cả nhà? Có trạng thái đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không ạ? À? Có trạng thái đó không ạ? À? Có. Mình thấy sự việc này nè, mình nói sự việc này thật nè, ồ cái này giả đó, có điều đó xảy ra không ạ? À? Có điều đó xảy ra không cả nhà? Có. Vậy thì điều này đặt câu hỏi nữa, điều này xảy ra thường xuyên hay không trong nhận thức của chúng ta? Trong trạng thái nhận thức của chúng ta xảy ra thường xuyên không cả nhà? Thường xuyên. Nhưng đâu đó có những con người cũng không phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt xấu, họ có không có năng lực hành vi, vậy thì chúng ta nói là họ cũng không có nhận thức được cái đó, không có nhận thức được đúng sai, tốt giả tốt xấu gì hết, thì có nghĩa là chúng ta chưa có nhận thức về nó. Có nghĩa là gì? Trạng thái của chúng ta về nhận thức á, thì không có trạng thái nhận thức đúng sai gì hết luôn, có những trường hợp đó cũng xảy ra. Nhưng mà con người thông thường thì thường xuyên chúng ta sẽ có nhận thức đúng sai, thật giả tốt xấu, nên không nên. Vậy thì đối với mặt nhận thức thì khi sự việc vừa xảy đến thì chúng ta sẽ bật cái trạng thái nhận thức đó lên.
Vậy thì tương ứng trí tuệ tầng bậc 1 là sao? Các anh chị ghi giúp Toàn. Trí tuệ tầng bậc 1. Người có trí tuệ tầng bậc 1. Các anh chị ghi giúp Toàn. Người có trí tuệ tầng bậc 1. Người có trí tuệ tầng bậc 1. Người có trí tuệ tầng bậc 1. Dạ, người có trí tuệ tầng bậc 1. Người có trí tuệ tầng bậc 1. Người có trí tuệ tầng bậc 1. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên. Tần xin phép đọc lại. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt, xấu, nên, không nên đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Vậy thì khác nhau ở nhận thức bậc 1 là nằm ở đâu ạ? À? Đó là khác nhau ở tử phân biệt được. Vậy thì khi một con người họ phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai, thì theo các anh chị họ sẽ chọn cái gì ạ? À? Nếu phân biệt được đúng và sai thì chúng ta sẽ chọn gì các anh chị? Chọn đúng. Nếu phân biệt được nên không nên thì chúng ta chọn gì ạ? À? Chọn nên. Thì khác nhau ở người có nhận thức bậc 1, hàng ngày chúng ta trải qua nhận thức bậc 1, thì nếu chúng ta ứng dụng nhận thức này vào cuộc sống thì chúng ta chủ động nhận thức điều đúng, điều nên. Thì toàn lấy một cái ví dụ là chúng ta ứng dụng trạng thái nhận thức nội tâm bậc 1 vào hôn nhân gia đình để coi như là ứng dụng trí tuệ bậc 1 ha. Vậy thì nếu bình thường chúng ta đối diện với những người thân yêu chúng ta, từ chồng, vợ hoặc con cái, thì hành vi của họ hàng ngày cũng như những gì họ hiện ra trong tâm trí của chúng ta, có những lúc hiện ra những hình ảnh tốt, có những lúc hiện ra những hình ảnh không tốt trong tâm trí chúng ta không ạ? Cả nhà. Cả nhà ngẫm thử ai. Có những lúc những hình ảnh tốt của con chúng ta hiện ra trong tâm trí, và có những lúc những hình ảnh không tốt cũng hiện ra không ạ? Ở đây có câu hỏi, bạn có hỏi là nếu phân biệt được đúng sai mà chọn sai thì người đó đâu có phân biệt được. Nếu đã phân biệt được đúng sai mà chọn sai có nghĩa là không có phân biệt được. Vậy thì phân biệt được đúng sai. Vậy thì nếu một người ứng dụng trí tuệ đó vào trong hôn nhân gia đình, vậy thì người đó sẽ chọn cái gì ạ? À? Làm lớn những hình ảnh tốt đẹp nơi chồng mình, vợ mình, con cái mình. Thì dùng trí tuệ bậc 1 trong hôn nhân chính là lưu giữ lại, làm lớn ưu điểm của đối phương,
lưu giữ lại những hình ảnh tốt đẹp của đối phương trong tâm trí của chúng ta, thì những gì không tốt đẹp theo các anh chị nó sẽ sao ạ? Những gì không tốt đẹp nó sẽ ẩn đi. Con số anh chị hỏi gì tâm tham mà chọn sai gì thì mình không liệt vào trí tuệ. Mình không liệt vào trí tuệ. Ở đây mình đang nói trí tuệ mà. Nghe. Vậy thì nếu chúng ta gặp một người, nếu chúng ta chủ động nhìn vào điểm tốt của đối phương thì điểm không tốt nó sẽ ẩn đi. Còn nếu để nhận thức một cách tự do thì những gì tốt và không tốt nó cũng phải, có phải là nó hiện hữu trong tâm trí, trong nhận thức của chúng ta không? Nên nếu chúng ta chủ động nhìn vào điểm tốt của đối phương thì chúng ta đang dùng trí tuệ bậc một trong mối quan hệ. Được không cả nhà? Hiểu được này không? Vậy thì bản thân của mình muốn ý chí ứng dụng trí tuệ trong bản thân mình không cả nhà? Chúng ta chủ động làm lớn ưu điểm của bản thân, có nghĩa là chúng ta lưu giữ về những hình ảnh tốt đẹp của bản thân chúng ta, là chúng ta đang ứng dụng trí tuệ bậc một đối với bản thân mình. Còn nếu chúng ta nói để cho những gì tốt hiện ra, những gì không tốt cũng hiện ra trong tâm trí trong chúng ta, thì chúng ta đang có nhận thức bậc một về bản thân. Vậy thì có những giây phút chúng ta có nhận thức bậc một, nhưng mà nếu chúng ta nhận thức có trí tuệ bậc một cũng được, vậy có coi là ngạo mạn không hả? Sao ngạo mạn được? Mình làm lớn ưu điểm của bản thân mà ngạo mạn gì? Những gì ưu điểm hiện ra thì khuyết điểm nó có, nó mở đi, giống như cả cuộc đời của Toàn từ nhỏ tới lớn, ai cũng thấy Toàn từ nhỏ là thấy Toàn hô, nên là cả xóm luôn là chọc Toàn, tại vì Toàn lúc nào Toàn nói, ngồi nói chuyện hay làm gì á, họng cũng hả ra, ngủ cũng không có mím miệng là được. Và cứ hàng xóm cứ đi ngang đi lại rảnh, nhiều khi Toàn đang đi học về, đang đi học về thì có người ngoắc ngoắc vô, bà con mà nó vô Toàn, Toàn vô đây cái, tại vì thường là cháu của Toàn mà lớn lắm, ba mấy tuổi đâu hết này, lúc đó mình còn nhỏ mà, vô đây vô đây nạo giùm tôi trái dừa ấy. Các anh chị biết thấy hô nên kêu sao à, nạo trái dừa vậy đó, cả xóm cứ chọc Toàn từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà sao à, Toàn tự nhận thức bản thân Toàn á là Toàn thấy hô duyên, và Toàn thấy được việc mình hô giống ông già của mình, và Toàn cảm thấy tự hào về việc mình hô, tại vì trong gia đình một mình Toàn giống ba nhất. Và từ nhỏ cảm thấy tự hào, sau này cứ vợ về vợ Toàn nói anh ngủ cũng cười nên anh cũng tạo phước báo. Các anh chị hiểu ý này không ạ? À? Các anh chị, nên là nhiều khi Toàn nói với mọi người, đàn ông mà chiều cao chuẩn nhất trên thế giới này là 1m68. Đàn ông chiều cao chuẩn nhất chính là 1m68. Các anh chị biết tại sao không ạ? Tại vì Toàn cao 1m68. Ngạo mạn sao? Không, không phải ngạo mạn. Mình không có ngạo mạn. Như vậy không được gọi là ngạo mạn. Hiểu ý này không ạ? Được hen. Chủ động làm lớn ưu điểm của bản thân. Trời ơi, cuộc đời này người ta chỉ trích mình với người ta chê cười mình đủ rồi, mình còn bản thân mình lại nhìn nhận mình tệ nữa thì thôi thua. Trong một gương mặt có gì đẹp nhất làm lớn lên, lợi thế ở lỗ mũi hay lợi thế ở cái gì làm lớn lên, đừng tập trung vô cái xấu thì tự nhiên những khuyết điểm nó sẽ ẩn đi, mình làm lớn ưu điểm thôi, được không?
Được không? Được hen. Rồi, vậy thì không lẽ giờ con của mình, ai trong cuộc đời này người ta cũng chê cường con của mình cái gì đó, việc mình làm lớn ưu điểm của con mình là có vấn đề sao? Không. Nếu thật sự người mẹ có trí tuệ bậc một dùng cho con là nhìn được ưu điểm của con. Được không? Được không? Được không? Đúng rồi, mình cứ nhìn nhận ưu điểm của đối phương thôi chứ có gì đâu. Ai mà không biết trên đời này con người không bao giờ hoàn thiện, nhưng mà xã hội này đã nhìn những điểm không tốt nhiều lắm rồi, thì mình muốn kết nối mối quan hệ thì mình làm lớn ưu điểm của đối phương, còn nếu không kết nối thì thôi. Còn mình đã là con của mình, là chồng của mình, là vợ của mình, các anh chị bầu chọn lựa được cái khác đi sao? Nếu các anh chị chọn lựa thì thôi kết thúc, nhưng con cái mình sao mà bỏ đi được, thì mình làm lớn ưu điểm của con mình thì khuyết điểm nó ẩn đi. Được hen. Được hen. Ghi nhận những điểm tốt của bản thân mình. Được ha, gọi đó là trí tuệ bậc một. Khác nhau giữa nhận thức bậc một và trí tuệ bậc một là nằm ở diện chủ động nhìn nhận những điều đó mà làm lớn lên. Được ha, vậy thì chúng ta ứng dụng trong hôn nhân gia đình, trong công việc, trong mối quan hệ đều được hết tất cả. Chủ động nha. Rồi các anh chị ghi tiếp giúp Toàn. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 2. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 2. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân, là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân, là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Ý sao ta? Ý sao? Ý sao đối với nhận thức này? Các anh chị đã từng trong cuộc đời mình, khi sự việc vừa xảy ra, mình thấy người ta sai chưa ta? Các anh chị có thấy không? Có những nhận thức đó không? Và có những lúc mình thấy mình sai không ạ? Có. Nhưng có những đôi lúc nào trong cuộc đời, một lần nào trong đời, là khi sự việc vừa xảy ra, các anh chị thấy người không sai, mình cũng không sai, nhưng mà mình tự nhiên nhận thức mình muốn thay đổi nó phải bắt nguồn từ chính mình đó. Thì đã cần có nhận thức này chưa, trong một lần nào trong cuộc đời? Nếu có, chúc mừng các anh chị. Và nếu ai ứng dụng được nhận thức này thôi, trong hôn nhân thôi là đã khủng. Ví dụ ha, khi sự việc vừa xảy ra trong gia đình, ngay tức khắc á, thì ông chồng ổng mới đổ lỗi cho bà vợ. Sự việc xảy ra là con nó xảy ra sự việc thì chồng đổ cho vợ, còn vợ thì đổ cho chồng, con cái thì đổ cho cha mẹ. Thì theo các anh chị, gia đình như vậy thì ngon không?
Gia đình như vậy thì sẽ ra sao? Đây, nhưng nhận thức này được ứng dụng trong gia đình là nhận thức bậc hai. Đó là khi sự việc vừa xảy ra đối với con thì người chồng á thì không trách vợ cũng không trách con, bởi vì không thấy lỗi ở vợ cũng không thấy lỗi gì con, cũng không thấy lỗi mình, nhưng mà cội nguồn từ mình. Người vợ cũng không thấy lỗi ở chồng cũng không thấy dở ở con, nhưng biết cội nguồn từ vợ, từ bản thân mình. Con cũng không thấy lỗi ở cha mẹ nhưng biết cội nguồn từ mình, thì ngay tức khắc gia đình đó có khả năng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn không cả nhà? Cả nhà nếu được vậy thì sao? Vậy thì nếu nhận thức này ứng dụng trong mối quan hệ giữa con người với con người thì là nhận thức tuyệt vời trong mối quan hệ. Nhận thức này là nền tảng cho một nguồn năng lượng của sự bao dung cho người và cho mình. Vẫn thấy lỗi người vừa phát sinh nhưng mà biết cội nguồn từ chính bản thân mình. Nói lỗi người không phải là lỗi lỗi lầm, mà biết cái sự việc đó xảy ra không phải lỗi người cũng không phải lỗi mình nhưng cội nguồn từ mình. Thì đây là một trong những nhận thức rất quan trọng trong hôn nhân. Nếu ai ứng dụng nhận thức này trong hôn nhân thôi thì đã rất ngon đó, chứ không phải à sự việc xảy ra mà có nhận thức này thì toàn đánh giá người đàn ông hay người phụ nữ đó có nhận thức bậc cao. Khi công ty vừa xảy ra sự việc thì ngay tức khắc sếp nhận về cội nguồn từ mình, nhân viên nhận về cội nguồn từ mình, thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị khách hàng cũng nhận cội nguồn từ mình, có phải thế giới này có thể khởi đầu của hòa bình không? Nhận thức này là khởi đầu của hòa bình của thế giới không cả nhà? Các anh chị nhận thức này là khởi đầu của hòa bình không cả nhà? Ồ, nhận thức đặc biệt lắm á, có nhận thức này thôi là đã ngon lắm rồi đó. Thôi, có nhận thức này thôi là khủng khiếp. Vậy thì nhận thức này thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, với nhận thức này chúng ta ứng dụng rất tốt trong mối quan hệ giữa con người với con người. Đây là nhận thức bậc hai. Nếu ai đã từng có nhận thức này thì từ từ những ngày tới chúng ta sẽ nhắc nhớ cho các anh chị lưu giữ nhận thức này thường xuyên trong mối quan hệ con người với con người. Còn nếu ai chưa từng có cũng không vội, tại vì những ngày tới đây từ từ các anh chị sẽ có. Ở đây thì các anh chị nào đã từng chưa có nhận thức này nhiều trong quá khứ, cái học quyết một thời gian, cái dần dần có nhận thức này, cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn nhiều trong mối quan hệ không cả nhà? Có ai có đã từng vậy không? Đó, Trần Thị Nữ nè, cho con bú mà còn yes, có rồi nữa nè. Vừa cho bú vừa nói vài câu ấy. Đang cho con bú là nói vài câu ấy. Khỏi đi, bỏ sữa người ta gì, người ta đang ôm mà bỏ sữa gì, kỳ vậy. Đang mở mic ra luôn á. Hả? Rút sữa lại đi, lọt cái bình Dạ sữa của người ta kìa. dạ em đi lấy tai nghe cho mất thời gian mọi người. Dạ nhận thức này em có rồi. Em là hiện thực của em là bây giờ ông xã em cũng công nhận luôn, tức là rõ ràng nhất là cái anh đang ngồi viết bài này hồi trước là đụng cái gì mẹ cũng sân lên, còn bây giờ là mỗi lần đụng cái gì là xin lỗi mẹ, mẹ nói đừng xin lỗi mẹ, con đâu có lỗi đâu, con là nhân tài mà, con biết cái này sai lần sau con thay đổi thôi, không có con không có lỗi nên là con đừng có xin lỗi. Xong rồi anh xã thì lại nói em lâu lâu anh muốn nghe em chửi anh bữa, tại vì em cứ cười miết anh không quen, chào người này em sao đó, thì em không có trách lỗi, với lại em không có em thì em không có nhận ra rõ đâu, nhưng mà anh nói cái câu đó em nghĩ là chắc hình như gần nửa năm nay em có đổi hay sao đó. Anh ấy lâu lâu muốn nghe em chửi câu hoặc muốn em giống sừng sồi giống ngày xưa anh chọc em vậy.
Và an vui thì thấy rõ ở cái chỗ là nói sao ta, tức là em thì em không có dám nhận xét về bản thân, vì như thầy nói là nhân cách vui vẻ hay là những cái nhân cách của mình mà có kiện toàn hay không thì phải là do người khác đánh giá. Thì chị gái em cũng vậy, chị gái em cũng chắc cũng đang học trong cái lớp này, em là nhân vật của chị gái. Thì chị gái em mỗi lần về đây chơi rất là thương em, mà về đây chơi hồi nào đi đi rời khỏi nhà em cũng buồn cũng khóc, tại vì cái tính của em là tính của em ngày xưa sao ta. Nhưng mà mỗi lần chị về chơi xong rồi lúc chị lên rồi hồi nào chị cũng buồn chị lên, nhưng mà chị nhớ em thì là về chơi. Cái lần gần đây nhất thì chị về chơi 3 ngày rồi chưa đời lên, chị về chơi bảy bảy hay là 8 ngày gì đó em đuổi lên chị mới lên, xong chị nói lần này về chơi không có cảm giác muốn lên nữa. Thì em nghĩ chắc là em cũng có chuyển hóa thầy, nên là tự hào khoe mọi người em là mentor năm của thầy Toàn. Dạ ơn thầy. Dạ, với lại là trước đây á là em hay nói với mẹ chồng em á, em là người sợ làm mẹ, em nói với mẹ vậy, con rất sợ làm mẹ, nên là nếu như mà con không có ý định sinh nữa đâu, con sợ làm mẹ lắm. Con nói mẹ, em nói với mẹ chồng vậy. Lúc mà em mang thai á thì mẹ chồng em cũng rất là hoảng, ủa tại sao em mang thai vậy, rồi 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 sao, bà rất là lo lắng. Nhưng mà cái lúc đó em đã được có nhân duyên vào cái Phật tử của mình một thời gian rồi, thì em mới nói lần này con rất là hào hứng, mẹ cho con cơ hội lần này là mẹ đi. Cái mẹ con kêu có ổn không con, có được không, con kêu không, sau đứa này con sinh nữa đó. Xong rồi em đi nói khắp nơi là mọi người nếu mà ai ai muốn sinh em bé thì cứ liên hệ nữ, nữ sẽ chuyển hiện thực về cái việc là sinh con là chỉ có hạnh phúc, có được chồng yêu thêm thôi. Cái đời này không có cái việc sinh con là xấu đi, già đi với lại mất cơ hội phát triển sự nghiệp đâu, không có nữa đâu. Tại vì cái bạn trước đó, em đi học offline Phan Thiết lớp cộng đồng, cái hồi đó cái điện tử em chưa cân bằng đó thầy, không có học được 6 ngày mẹ chắc anh vào ngồi lớp cái thầy cỡ tầm 1 ngày rưỡi thôi á. Đó thì cái điện tử nó sao em học không có vô. Sau đó đến khi em sinh bạn này thì em thấy là mình sinh con mình được nhiều hơn mất. Và em nói với các bạn của em là cứ sinh đi, rồi cần gì có một hiện tượng em bất ngờ luôn, bạn của em nó đồn với nhau á là xuống năng lượng là gặp nữ. Em nói ủa từ lúc nào vậy ta, tức là bạn bè bạn em năm nay nó có thai nhiều lắm, xong nó kêu là xuống năng lượng hả, đang bực hả, đang buồn trùng hả, gặp nữ cân bằng liền. Nó nói bạn nó chưa được vào vào quyết mình. Em chưa được là nhân vật của bạn của em, nhưng mà người thân thì có rồi. Thì đó một vài cái hiện thực đó, em không biết tại sao mọi người lại thay đổi cái hình của em đẹp như vậy nữa. An đi rồi, nội tâm an yên rồi, cân bằng rồi, đúng không? Dạ ngon Ừ, lắm biết thầy, nhìn bây vào giờ điểm không có tốt thấy của ai mà con không buồn. trai, rồi nhìn điểm tốt của mọi người, từ từ tự nhiên tần số rung động năng lượng của thân đổi lắm mà đó chứ. Mà đúng là làm mẹ hạnh phúc không? Dạ là mẹ em còn có cảm giác là ông xã em thích em còn hơn cái ngày xưa nữa thầy. Tức là ngày xưa ổng ổng tán em, ảnh rất là kiểu ảnh cũng luôn luôn rất là trân quý em, nhưng mà đến khi cái bạn này ra đời này, những tháng gần đây em phải dùng cái từ là ảnh nghiền em á. Em nói tại sao vậy ta, ngày xưa mình là con gái mà bây giờ mình là gái hai con là còn xuất sắc hơn nữa hả ta. Tại vì Nằm ở anh thấy tâm cái cách thái của cô gái à, nằm ở dạ tâm thái phụ nữ, tâm thái rất quan trọng. dạ Bởi sự an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn thì tâm thái đó là một cái sức hút rất đặc biệt của phụ nữ. dạ Tự khắc mà đẹp thôi ha. nói em sao học giỏi mà đẹp vậy. Sáng nào thấy em vào học có cứ nói em, hình như anh không thấy em ngủ luôn á, tại vì anh chưa dậy là em đã dậy rồi. Buổi tối ảnh đi ngủ là em đã vẫn còn học. Rồi ban ngày ảnh lên ảnh thấy là em, một là cho con này, hai là đi phơi áo quần, ba là làm việc nhà gì đó, còn không là ngồi y đúng trong cái bàn. Mà mọi người biết lúc mà vào mentor á, vào mentor năm á, không có ai bắt mình học hết, nhưng mà mình học như cuộc đời này chưa bao giờ được học á. Em tưởng tượng là hình như lúc mà em ôn thi đại học á, em mà không bằng 1/10 cái thời gian hiện tại nữa, mà em vẫn cảm giác là trong nhà 139 của em á, em là người ít học nhất. Mà ông xã em cứ suốt ngày kêu anh không thấy em ngủ luôn á, rồi em ốm làm sao, chứ không em đâu ốm, em học nhưng mà em khỏe mà.
anh chỉ sợ em ốm thôi đó, còn làm gì làm mà đừng để ốm thêm nữa nha, anh chỉ lo em ốm, ốm là ốm về cái thân hình đó thầy, chứ anh vẫn tin là bây giờ sức khỏe em đổi nhiều. Dạ mà học như chưa bao giờ được học á, tức là vào mấy tới năm á không ai bắt mình học, mà mình rất là muốn học, và mình càng học mình càng hạnh phúc, và giống như nhiều mình càng học mình càng thấy mình chưa biết gì, và cứ muốn học thêm vậy á, rồi thời gian tối ngày sáng đêm học, nhưng mà thấy là như mình chưa học gì á, cứ thấy vậy đó thầy. Em cứ thấy em chưa học gì thôi à, con tôi xong rồi. Và Metanam là khi tổng nghiệp gọi, chứ thực ra em cũng không có ý định vào Metanam đâu, nhưng mà khi vào rồi ấy, mọi người em ý, mỗi sáng em đều nhắn tin, một vài người thân của em hay nhận được tin nhắn là tại sao cuộc đời này đẹp vậy, kiểu vậy đó, tức là mình rất là hạnh phúc á, cái quyết định đó là quyết định đúng của em luôn á. Không phải mình vào Metanam là để mình đi 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 làm đi gì, hay, ngày xưa em có cái hình đó, vào Metanam là có sức mệnh này kia, nhưng mà vào Metanam á cái đầu tiên á là mình á, mình hạnh phúc lắm mọi người, mình cứ vào đi, hạnh phúc lắm. Anh chỉ biết mình dùng từ hạnh phúc vào buổi sáng nghe giọng thầy, rồi được kết giao với 20 con người ở các quốc gia khác nhau, mình làm như người thân của mình vậy đó. Rồi xong rồi lúc mà cái tiềm thức mình còn mơ màng á, mình nghe toàn lời hay ý đẹp, lời đạo lý và lời ánh sáng thôi, nó hạnh phúc lắm. Rồi sức khỏe của mình cũng đổi nữa, cái năng lượng lúc đó không biết làm sao mà nói, giá trị em không có lột tả hết bằng lời. Mà mọi người cứ thử vào đi, rồi nếu mà hối hận thì quay lại đây em đền sao. Chứ không phải chứ em cả nhà. Biết ơn mẹ nữ đã chọn lựa học tập đây để cho con có sự trưởng thành. Với ơn thầy, với ơn cả nhà. Dạ. À. Biết ơn nữ Nhà ha. với ơn thầy Cho thì con bú chắc tiếp chắn đi. đi. Ở dễ thương quá ha. Bạn nhỏ. Anh hai cũng phối hợp quá nè. Anh lớn phối hợp quá. À, chúng ta trí tuệ bậc hai, trí tuệ bậc hai là người có trạng thái nhận thức nội tâm, người có trí tuệ bậc hai, người có trí tuệ bậc hai là người có trạng thái nhận thức nội tâm, người có trí tuệ bậc hai là người có trạng thái nhận thức nội tâm, người có trí tuệ bậc hai là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Chấm. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ. Đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật sự việc đến từ phía chính họ. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật sự việc đến từ phía chính họ. Đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Chấm. Là người không mưu cầu sự thay đổi
từ phía bên ngoài, là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài. Là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Chấm. Xin phép đọc lại câu lúc nãy. Là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Chấm. Là người có tâm niệm, là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. Là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. Thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. Thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Toàn xin phép đọc lại từ đầu. Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài, mà nhận thức rất rõ là cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm. Là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. Thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Vậy thì trí tuệ bậc 2 ứng dụng nhận thức bậc 2 vô như thế nào? Đối với nhận thức bậc 2 á, thì khi sự việc xảy ra, mình quy về cội nguồn từ chính mình. Vậy thì trí tuệ bậc 2 là chủ động nhận thức cội nguồn từ chính mình mà tạo ra mọi cái, chứ không phải là đợi tới khi sự việc xảy ra mới quy về cội nguồn từ mình. Vậy thì tương lai của mình cũng ngày hôm nay mà do mình kiến tạo nên từ ngày hôm nay. Các anh chị có công nhận với Toàn điều này không? Tại vì nếu chúng ta đợi tới ngày mai mới nói rằng cội nguồn từ tôi mà ra sự việc đó, thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không chủ động kiến tạo từ hôm nay? Nên nếu ứng dụng trong hôn nhân, trong giáo dục con cái thì sao? Một người có trí tuệ bậc 1 là nhìn về điểm tốt của con. Người có trí tuệ bậc 2 là nhìn về điểm tốt tương lai của con, nhìn về sự chuyển hóa của con. Hay nói cách khác là chứa đựng được sự chuyển hóa của con trong tương lai. Được không? Vậy thì một người nào đó đến với chúng ta nhìn điểm tốt của họ hiện tại là chúng ta dùng trí tuệ bậc 1 nếu làm lớn điểm tốt của họ. Còn nếu chúng ta nhìn về điểm tốt về tương lai của họ, về những gì mà những người xung quanh chưa thấy về họ thì chúng ta đã thấy. Nên có nhiều người ngưỡng mộ về đội ngũ thầy cô đồng hành cùng Toàn lắm. Các anh chị biết biết lâu rồi thì các anh chị có cảm nhận đội ngũ các thầy cô đồng hành cùng Toàn, các anh chị thích họ không? Các anh chị cảm giác các thầy cô sao? Nếu có đội ngũ gì bên cạnh các anh chị thì sao?
Các anh chị biết giờ hành chánh của quýt là bao nhiêu giờ không? Giờ hành chánh của quýt là không có giờ luôn á. Tại vì khi ở bên đây khuya thì ở nước ngoài là trời sẽ ban ngày, nên là bên kia người ta thức, ở đây mình sao ngủ. Nên có các thầy cô thay phiên nhau chăm sóc thị trường quốc tế là hầu như là 24 luôn á, 24 trên 7. Nhưng mà một năm còn chưa họp một lần nữa, chỉ có họp đúng ngày sinh nhật của quýt là mỗi năm đi chơi với nhau, ngồi lại ghi nhận gì những gì làm việc nhau thôi, chứ không có họp hội gì chứ. Ai cũng thấy lạ. Ai cũng thấy lạ chứ. Tại sao biết không? Lúc mà các thầy cô đồng hành cùng đoàn á, thì người khác thì người ta không nhìn được điểm tốt của các thầy cô, một phần người ta không chứa được sự chuyển hóa của các thầy cô, nhưng mà may mắn còn được cao nhân chỉ điểm là nhìn điểm tốt của đối phương rồi còn nhìn thêm được điểm chuyển hóa tương lai của đối phương nữa, nên cuối cùng á là nhân tài được kiến tạo ra từ việc chúng ta ứng dụng được trí tuệ bậc hai, đó là nhìn vào cái sự chuyển hóa tương lai của người khác. Nên Toàn có nói với các mentor á, được quyền hoài nghi về bản thân của mình khi bước vào mentor mentor quýt, nhưng mà không được quyền hoài nghi chọn lựa của Toàn, lựa chọn của Toàn. Tại vì bản thân á là Toàn nhìn thấy được sự chuyển hóa Toàn mới chọn vào, còn nếu không nhìn thấy ai mà đi chọn vào. Và bản thân hiện tại dù Toàn không phỏng vấn trực tiếp, nhưng những các thầy cô Toàn cũng truyền lại tinh thần đó, nếu thấy được sự chuyển hóa của người đó trong môi trường của mình, về trong tương lai thấy được tương lai của họ hãy tiến vào, còn nếu không thấy thì đừng tiến vào. Tại vì phải dùng được trí tuệ bậc hai trước khi đi vào, thì vô Toàn mặc định ai nào vô mentor thì đều có khả năng chuyển hóa, tại vì các thầy cô đã chọn được rồi. Ngày xưa thì Toàn phỏng vấn 2 3 khóa đầu tiên, rồi sau đó các thầy cô nhúng mình coi Toàn phỏng vấn, thì tỷ lệ chúng ta về chuyển hóa, nếu người nào không có tổng nghiệp, nó hơi bị rối loạn chút xíu mà từ bỏ hàng, người nào còn ở lại đều cực kỳ chuyển hóa và thay đổi cuộc đời. Các anh chị nắm ý này không ạ? Nhìn được sự chuyển hóa của con người, nếu chúng ta ứng dụng như vậy thì trong cuộc sống này thích lắm. Chúng ta chứa đựng được sự chuyển hóa của con người, được không? Các anh chị nắm không? Các doanh chủ cũng vậy, các doanh chủ cũng vậy. Lúc phỏng vấn Toàn cũng truyền đạt những điều đó. Tại vì Toàn chịu trách nhiệm cho đầu ra, đầu vào các thầy cô chứa đựng sự chuyển hóa của các anh chị. Chỉ cần ở lại và đứng trong hàng, đừng có từ bỏ, mà ngay cả từ bỏ nhất thời, tạm thời trong giai đoạn này, thì sau đó quay lại hàng thì chúng ta cũng nhận quà của quýt. Đường nào thì chúng ta cũng hướng đến 7 sự già toàn diện, được ha? Thì khác nhau là chúng ta chủ động nhìn được những điểm đó. Ngay giây phút này đây, thầy Nhật Anh sẽ vào hỗ trợ cho các anh chị tiếp trí tuệ tầng bậc 3, nhận thức bậc 3, trí tuệ bậc 3. Thầy giáo Nhật Anh có mặt chưa cưng ạ? À? Giơ tay giúp anh cái. Em đang giơ tay đúng không Nhật Anh? Em là tổ chức đào tạo quýt đúng không Nhật Anh? Em mở cam đi, em mở mic. Được ha? Dạ À. thầy. Thầy giáo Nhật Anh sẽ hỗ trợ cho chúng ta đang trí tuệ bậc 2 và phân tích Nhật Anh. Dạ thầy. Nãy giờ em nghe hết đúng không? À có thầy. Em tiếp Chưng nối lên luôn. cưng. Anh Em tắt xem. cái em vẽ tới đây chưa? Dạ có luôn. Rồi Tiếp nối anh luôn. tắt cái em share lại màn hình nha. Dạ. Sư phụ Chưng cho em lên có. cưng. Sư phụ cho em có hot em mới xem được. Để anh. Con hot có chứ. Em chưa. Nên em giơ tay Vậy lên. để anh cho con hot.
Nhớ tới lại. Dạ rồi. Các anh chị giúp đỡ Toàn ha, thầy Nhật Anh sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Đó rồi, bye bye các anh chị, bữa nay khỏi chào để nó đỡ loạn cho thầy Nhật Anh nói tiếp luôn nha. Còn bye bye các anh chị. Dạ. Dạ em biết ơn thầy. Dạ nhưng anh biết ơn cả nhà. Mình tiếp tục luôn hen cả nhà. Đây. Dạ. Rất là biết ơn thầy ạ. À. Chúng ta thầy nó hỗ trợ cho chúng ta nhận thức bậc 2 và trí tuệ bậc 2. Bây giờ mình tới nhận thức bậc 3 nha cả nhà. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3. Dạ. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3. Các anh chị ghi giúp Nhật Anh hay các anh chị. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3 là trạng thái tánh không nội tâm. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3 là trạng thái tánh không nội tâm. Trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3 là trạng thái tánh không nội tâm. Tánh không của nội tâm đó cả nhà, đó là nhận thức nội tâm bậc 3. Các anh chị ghi luôn người có trí tuệ tầng bậc 3 luôn ha, rồi Nhật Anh sẽ hỗ trợ làm rõ cho các anh chị. Người có trí tuệ tầng bậc 3. Người có trí tuệ bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Người có trí tuệ bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm mọi sự vật là người có trạng thái nhận thức nội tâm mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh, con người. Mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh, con người. Mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh, con người có tính không? Mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh, con người có tính không? Tính không nha cả nhà. Tính không. Là người luôn cảm nhận. Là người luôn cảm nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người. Nhưng anh đọc lại cho các anh chị. Là người luôn cảm nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người. Là người luôn cảm nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người, bản chất không có vấn đề. Là người luôn cảm nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người, bản chất không có vấn đề. Được chưa ạ? Người có trí tuệ bậc 3 là người luôn cảm nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người, bản chất không có vấn đề. Hôm nay là học về chủ đề trí tuệ.
Có anh hỏi chị học chủ đề gì, chỗ anh học chủ đề trí tuệ ạ. À? Thắp sáng ngọn đèn trí tuệ. Dạ, các anh chị tiếp tục nha cả nhà. Tiếp theo, người có trí tuệ bậc 3 là người luôn sống được với thực tại. 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 Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Dạ. Là người luôn biết mình đang nghe. Là người luôn biết mình đang nghe. Là người luôn biết mình đang nghe. Biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Ninh không ghi hết Ninh. Ghi đi rồi hỏi. Ha. Là người luôn biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Nhưng anh đọc lại từ đầu cho các anh chị. Người có trí tuệ bậc 3, tổng kết lại hết luôn nãy giờ ha. Người có trí tuệ bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm mọi sự vật, sự việc, hoàn cảnh, con người có tính không. Là người luôn cảm nhận sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh, con người, bản chất không có vấn đề. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Được chưa các anh chị? Trí tuệ bậc 3, người có trí tuệ bậc 3 đó. Rồi, các anh chị ghi được hết rồi ha cả nhà. Nhận thức bậc 3, trạng thái nhận thức nội tâm bậc 3 là trạng thái của tánh thông nội tâm. Tánh thông nội tâm. Này, tánh thông nội tâm. Hôm trước các anh chị có tính không và tánh không khác nhau như thế nào? Bây giờ mình nói này, mình nói này đi. Các anh chị hôm trước có vẽ một cái đồ hình đó. Hôm nay mình có thể vẽ lại lần nữa cũng được cả nhà. Đây cả nhà. Ý này. Ý nghe thấy nói biết.
Đây, anh chị còn nhớ tánh không? Ý nghe thấy nói biết. Ý nghe thấy nó biết lớp bên ngoài là lớp tánh với lớp tình. Tánh với lớp tình. Chúng ta sẽ nói tới phần tánh không nha cả nhà. Tánh không của nội tâm. Tánh không thì của nội tâm. Các anh chị có thể nhờ các anh chị phối hợp giúp Nhật Anh ha. Đây. Thì các anh chị có phải chúng ta đã được biết là cấu trúc con người chúng ta có lớp tâm. Nội tâm chúng ta có tâm, có tánh, có tình đúng không ạ? Nội tâm chúng ta thì có tâm, có tánh với có tình. Các anh chị đều có nhận thức này đúng không các anh chị? Nội tâm con người chúng ta thì có tâm, tánh với tình. Dùng tâm để đón nhận, dùng tâm thì đón nhận, tánh thì phân tích phân biệt. Dùng tình để đối đãi. Các anh chị nhớ lại không ạ? À? Những ngày trước đây chúng ta, mấy ngày trước chúng ta học cấu trúc con người cả nhà. Con người chúng ta có tâm, tánh với tình. Dùng tâm để đón nhận, dùng tánh để phân tích phân biệt, dùng tình để đối đãi. Vậy thì khi một thông điệp truyền tải được đưa tới, một thông điệp đưa tới, ví như bây giờ Nhật Anh vừa đưa cái này lên. Đây các anh chị giúp đỡ, các anh chị nhìn Nhật Anh ha. Đây, Nhật Anh vừa đưa lên. Vậy thì các anh chị vừa vừa đưa lên, chúng ta vừa thấy, thì vừa chúng ta vừa thấy đó, ý thấy của chúng ta thấy theo các anh chị thì chúng ta thấy bằng dùng tâm á. Thông điệp đó là chúng ta thấy thì lớp tâm đã thấy, chúng ta ý thấy hay là chúng ta dùng tình để phân tích phân dùng tình đó đối đãi, dùng tánh để phân tích phân biệt. Các anh chị. Đây. Vừa đưa lên cái theo các anh chị thông điệp nè, có nghĩa là một cái gì đó nó hiện lên trước mặt mình thấy nè, vừa xuất hiện trước mắt mình. Theo các anh chị thì chúng ta ý thấy trước, ý thấy của mình thấy hay là tánh phân tích phân biệt hay là dùng tình để đối đãi trước? Đây, vừa thấy tức thì. Vậy thì cái gì thấy, ý thấy trước hay là nó đã dính vô lớp tánh hay dính vô lớp tình trước? Nói thật ra ý thấy các anh chị, lớp tâm của chúng ta đã đón nhận nó trước, vừa thấy ngay khoảnh khắc đó, chúng ta vừa mới thấy thì cái đó là ý thấy, nhưng sau đó lớp tánh nó chen vào, lớp tánh nó nhảy vào nên mình phân tích phân biệt coi đó là cái gì. Nó là cái này là cái bút nè, cái này là cái gì, cái bút màu gì, rồi có thể lớp tình cũng sẽ chen vào, lớp tình cũng có thể chen vào nên là mình bắt đầu mình mới thấy có cảm xúc vô đó, thì mình mới nói này đẹp hay xấu, mình thích không thích. Đầu tiên khi vừa thấy thì ý thấy chúng ta thấy trước, ý thấy thấy trước, sau đó thì tánh mới chèn vào và có thể lớp tình mới chèn vào, nhưng do nó nhanh quá các anh chị
nó nhanh quá nên là nó đã lấp đi mất có một cái khoảng không của nó, nhưng nó lấp mất, nó làm cho chúng ta cảm nhận như là mình đã, nó dính thông điệp đó, cái hình ảnh nó dính vô tánh trước hoặc dính vô tình, nhưng mà không, ý thấy chúng ta thấy trước, vừa thấy thì ý thấy đã thấy, sau đó tánh với tình nó mới chen vào. Nên lại một lần nữa ha các anh chị, một lần nữa chúng ta ngay tức khắc này chúng ta có nhân duyên sẽ khởi tạo được tánh không của nội tâm. Đây, vừa đưa lên thì chúng ta vừa thấy, ngay giây phút mà vừa nhìn thấy nè thì mình đừng phân tích phân biệt gì hết, cũng đừng có suy nghĩ gì nữa, chỉ thấy thôi, chỉ biết mình đang thấy. Ngay giây phút đó có một cái độ trễ, chỉ vừa thấy thôi thì có một cái khoảng không có độ trễ, nó làm cho chúng ta trạng thái lúc đó có một cái khoảng không trong nội tâm, thì cái khoảng không đó người ta gọi là tánh không của nội tâm, tánh không của nội tâm. Sau sau đó tánh không nội tâm xong thì vừa là tánh không xong, đây chúng ta có thể vẽ cái này vào để chúng ta hiểu hình dung được nè cả nhà, nhưng anh sẽ lý giải cho các anh chị. Có một câu các thiện đại trí thức họ đã dùng một câu nói để đại diện cho cái này, họ nói là tánh nghe tánh thấy là bè, tánh nghe tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa, tánh nghe tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Đây các anh chị vẽ, tánh nghe tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Đây, chúng ta vẽ cái này là cái bè vẽ vô. Tánh nghe, tánh thấy là bè. Tánh nghe, tánh thấy là bè. Khi một thông điệp truyền tải được đưa tới, chúng ta dùng tánh nghe tánh thấy hay là ý nghe ý thấy, mình chỉ biết mình đang thấy thôi, biết mình đang nghe thôi, không khởi lên cái gì khác nữa. Một cái xuất hiện trước mặt chúng ta, vừa đưa cái này lên, chúng ta chỉ có thấy, biết mình đang thấy, chỉ có thấy, biết mình đang thấy, khi đó ý thấy thấy trước, ý nghe cái ý thấy trước, và nó có một cái độ trễ, thì cái độ trễ đó người ta gọi là tánh không, tánh không của nội tâm, có một cái khoảng không, tánh không của nội tâm. Sau khi tánh không thì qua bờ bên kia đó là đạt cái trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm, an vui thanh tịnh của nội tâm. Lấy một ví dụ ở đây chúng ta sẽ hình dung được, chúng ta sẽ cảm thụ được, ai đây có thể phối hợp chủ nhật anh không, các anh chị có thể giơ tay lên, nhật anh nhờ các anh chị giúp đỡ giao lưu với nhật anh để nhật tánh không ha. Các chị Trang Anh nè, Trang Anh giơ tay trước nè, xin mời chị Trang Anh nè, em mở mic cho. Dạ chào thầy Nhật Anh, chào cả nhà mình ạ. À. Dạ Dạ thầy nghe. dạ nghe rõ, chị nghe rõ đúng không chị ạ? À? Dạ rõ ạ. À. Dạ cảm ơn thầy ạ. À. Biết ơn thầy gọi tên ạ. Dạ chị phối hợp với Nhật Anh, dạ chị phối Dạ. hợp với Nhật để Dạ. cho cả nhà chúng ta cùng nhận khởi tạo được tánh không. Đây Dạ.
Chị là Trang Anh hả chị? Dạ. Chị Trang Anh đây. Dạ. Chị có bị khùng không? Chị có bị khùng không mà sao cười vậy? Rồi, có suy nghĩ gì không? Dạ, đang nghe thầy nói Chị có suy nghĩ không? dạ không à. Có suy nghĩ phân tích phân biệt đâu không? Sao mà sao tự nhiên hỏi kỳ quá vậy? Dạ không à. Nếu không thì chúc mừng chị. Có phải lúc đó chị chỉ có biết chị đang nghe không? Dạ biết đang nghe thầy nói à. Chỉ có biết đang nghe thôi và thấy những gì trước mắt á, chỉ có biết đang thấy thôi, không suy Dạ. nghĩ. Thì Dạ. có một cái khoảng không trong nội tâm của chị không? Dạ. Phải không? Có một khoảng không suy nghĩ gì hết, trống rỗng, thì Dạ. cái đó là tánh không của nội tâm. Một thông điệp được đưa tới, một câu nói, ví dụ như một câu nói khùng khùng, vậy thì nó là một thông điệp được đưa tới khùng. Vậy thì nghe chỉ biết nghe khùng thôi, nhưng do mình đã bị là nhanh quá, mình dính vô lớp tánh sao bắt đầu phân tích phân biệt coi sao mà người này sao người này nói mình khùng, tại sao chửi mình, sao mà nói căng gì kỳ quá vậy. Rồi nếu dính lớp tính lớp lớp tình nữa thì bắt đầu cảm xúc mới khởi lên, bắt đầu giận dữ hoặc khó chịu hoặc là bực bội hoặc không ưa gì đó, hoặc là thấy buồn cười thấy mắc cười, thì nó đã dính vô lớp tình. Nhưng nếu như chị đã làm, có phải chị không suy nghĩ không? Chị chỉ có biết tánh nghe tánh thấy nè, chỉ có biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, thì có phải nó không dính, nó sẽ đón nhận thông điệp truyền tải á, cái thông điệp này nè, cái ý nghe ý thấy, nghe thấy xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình, xuất phát từ bên trong ra, thông điệp đó đi thẳng vào, đón nhận thẳng vô bên trong, chứ nó không dính vô tánh với tình. Thì có một cái độ trễ, có khoảng không ở đó, người ta gọi là tánh không nội tâm. Sau tánh không, lớp tánh lớp tình chen vào cái thì bắt đầu mới có cảm giác hơi an vui nhẹ, an vui nhẹ nhẹ, cũng không có vướng mắc gì hết, nhẹ nhàng. Thầy ơi, nhưng mà có những cái mình làm như vậy được, nhưng mà có những cái thì mình làm chưa được thì sao thầy? Cũng giống nhau thôi, một số cái do mình đã dính rồi, mình làm chưa được do mình đã dính, tánh với tình mình đã dính vào. Nhưng nếu chị chỉ có biết đang nghe và biết đang thấy thì đều khởi tạo được tánh không. Dạ, Nguyên tắc tại của vì nó có một số cái quá khứ mà mình lúc mà chưa được học đó thầy, thì mình dính cái hình cũ luôn rồi. Mình dính cái hình cũ chưa tốt đó, nên giờ nếu mà cái hình cũ đó mà bị lặp lại đúng cái hành động đó, cái suy nghĩ mình nó chạy nhanh lắm thầy. nó nhanh lắm, nó khởi lên liền. Tại vì hôm Dạ trước đúng rồi. ý đó đã, ông ý mình vừa thấy ông ý ông tới nước tới đó, ông tưới nước bón phân cho nó, vậy thì chỉ Dạ. nhớ ông tới ngay giây phút đó nó đang âm, trạng thái mình đang âm dính hình quá thì khởi tạo tánh không lên. Chị chỉ có biết những thấy những cái ngay trước mắt của mình á, chỉ biết như vậy thôi, chỉ thấy biết đang thấy và biết mình đang nghe thì tánh không khởi tạo nên, thì nó sẽ tan dần cái hình đó. À, coi như lúc đó là mình biết cái âm của mình nó đang lên là mình dừng nó lại ở đó luôn hả thầy? Biết biết như vậy là nó sẽ ngừng Dạ. rồi, đừng cố gắng xóa nó, đừng cố gắng phải đuổi nó đi gì hết đó, chỉ biết như vậy thôi. Dạ. Và ngay những cái cảnh ngay trước mắt chị á, trong giây phút đó trong đầu nó hiện hình đúng không, nhưng mà ngay trước Dạ. mắt mình nè, những cái gì ngay trước mắt mình chỉ biết mình đang thấy, tai mình nghe biết mình đang nghe, thì nó Dạ. sẽ dừng lại, nó làm cho gọi là tâm cảnh á, tâm cảnh tách nhau, cảnh tách nhau ra, tâm là bên trong,
những cái gì bên trong từ đôi mắt chỗ đổ vô trong là tâm, còn cảnh là những cái hình tướng ngoài đây. Thì Dạ. khi tâm mình tách ra về thì có một cái khoảng không, tâm với cảnh nè, kéo ra tách ra cái thì đoạn giữa đó có một khoảng không, đó là tánh của nội tâm. Và trong lúc trong cái khoảng không đó thì không có suy nghĩ gì, rỗng lặng, nên là điện từ lúc đó cân bằng nhất. Và ông ý ông không tưới nước bón phân gì cho cái hình đó nữa, cái cây đó nữa, thì từ từ nó sẽ tự nó hoại đi, tự nó chết đi. Dạ, biết ơn thầy. Được hai chị. Dạ, biết ơn thầy ạ. Dạ, biết ơn chị phối hợp à. Dạ. Chị tắt mic giúp em ha. Dạ, biết ơn chị. Các anh chị nắm ý này không ạ? À? Nó chỉ dừng được trong giây lát thì lớp tánh lớp tình nó chen vào. Đúng rồi, tánh không khởi tạo chỉ trong một sát na. Một sát na có nghĩa là 1/10 giây, siêu nhỏ, chỉ có trong một tích tắc đó các anh chị cảm thấy rỗng lặng, em thanh trống rỗng, không có suy nghĩ. Nhưng chỉ trong một chớp mắt đó thôi, sau đó suy nghĩ chen vào, lớp tánh nó chen vào liền. Kệ nó chen vào kệ nó, các anh chị biết mình đang thấy, biết mình đang nghe tiếp, nó tách ra tiếp. Rồi, cứ lưng như vậy đó, rảnh á, rảnh thì an vui. Rảnh có gì làm, cái biết mình đang thấy, biết mình đang nghe. Thì nó tách nhau ra, cái từ từ an vui dần dần, cái khoảng không nó lớn lên từ từ. Ai có công đức thì khoảng không đó có khả năng độ trễ nó dài ra, cái độ dài của nó thời lượng nó dài hơn. Nhưng mà an vui được là được. Tánh không khởi tạo trong một tích tắc là được. Tại vì cứ hình dung giống như một cái xe, các anh chị chạy xe hằng hà sa số đời của mình đã lúc nào cũng suy nghĩ hết. Suy nghĩ liên tục hằng hà sa số đời. Thì chỉ trong một tích tắc đó các anh chị đạp thắng xe, dừng đạp nhẹ lại cái thì xe nó chậm lại một chút. Sau đó chậm lại một chút nữa nhưng nó vẫn chạy không? Nó vẫn chạy, chứ nó đâu có dừng lại. Mà đang chạy xe quá nhanh các anh chị không thể thắng gấp được. Đang chạy xe quá nhanh đâu thắng gấp được, chỉ có đạp xe đạp thắng dừng lại nhẹ lại cái, đạp thắng cái nó dừng lại nhẹ, giảm tốc độ, giảm 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 lại, thì cứ qua thời gian các anh chị cứ liên tục khởi tạo. Rảnh thì lúc nào làm được làm, nhưng không cần cố gắng làm nha. Nếu cố gắng thì nó sẽ được liệt vào gọi là dụng công. Dụng công có nghĩa là phải nỗ lực. Thì không, tánh nghe tánh thấy không cần phải nỗ lực, tại vì nó là bản chất tự nhiên của con người mình mà. Ý nghe ý thấy hay tánh nghe tánh thấy cũng vậy đó, cũng là nó đó. Ý nghe ý thấy là ý nghe ý thấy của chân thật nè, tánh nghe tánh thấy cũng là cách gọi. Tánh chân thật thì có tánh nghe tánh thấy, tánh nói tánh biết, như nhau các anh chị. Nhưng các cao nhân á, họ đã ghi cho mình đó, tánh nghe tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Về miền quê xưa là nơi an vui thanh tịnh, nên ai có được dùng được tánh nghe tánh thấy của mình thì cái bằng hai cái căn này là dễ nhận nhất. Ai có nhân duyên thì làm được tánh nói nữa, đó là biết mình đang nói. Ai biết mình đang nói thì cũng có thể nhận được sự an vui, khởi tạo được tánh không. Các anh chị nhận được không ta? Yến đào giơ tay gì đây, mở mic cho Yến đào Mình tin mình nhận ạ. Dạ em chào thầy ạ. Thầy ơi em có một nghi vấn thế này ạ. Khi có một thông điệp đến ấy thì em có nghĩa là em đưa ra lớp tánh và em phân tích phân biệt rồi, nhưng mà xong em có nghĩa là
em phân tích phân biệt theo hướng tiêu cực và em dừng lại, em phân tích phân biệt biệt theo hướng tích cực thì đấy có gọi là thành không không ạ? Có nghĩa là em Lúc chưa này đưa ra lớp tình để em đối đãi á. chưa, nó chưa gọi mà Dạ là không. không có phân tích phân biệt luôn, Vâng không ạ. phân tích luôn cái gì đó, đưa thông điệp đưa tới chỉ dừng lại đó, biết như vậy thôi, thấy nó biết đang thấy, còn nghe tiếng biết đang nghe, rồi không suy nghĩ gì hết, chỉ có dừng lại đó. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thì khi đó nó tánh không nội tâm mới khởi tạo lên. Sau khi tánh không khởi tạo á thì tánh với tình nó chen vào, tánh nó chen vào, lúc đó bắt đầu mới có cái cảm giác của an vui nhẹ. An vui á là tánh người, cái trạng thái đó là trạng thái của tánh 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 người dao động nhẹ, Vâng, hiểu em đi, cảm ơn thầy ạ. khi nào hiểu nắm được cái gì? Nè, khi nào ghi câu này vô nè, ghi câu này đi, chi cái này cần ghi ra cho các anh chị, chúng ta hay đọc cho các anh chị ghi thôi, đọc ha, đọc cho các anh chị ghi ha, các anh chị ghi đi. Chi kiến, chi chi á, chi kiến lập chi, nghe được không ta, chi á, chi này nè, chi nè, chi kiến nè, lập chi, chi kiến lập chi, chi là biết, kiến là thấy, chi là biết, kiến là thấy, chi là biết, vô chi vô giác á, vô chi có nghĩa là không biết, chi là biết, kiến là thấy, vậy thì thấy biết lập là lập đè vô, chồng lấp đè vô lặp lại, thấy thấy mà thấy biết mà lập thêm một cái biết nữa, có nghĩa là mình thấy vậy thôi nhưng mình biết vậy, nhưng mình lập thêm một cái biết của mình vô, có nghĩa là lấy một cái biết của mình trước đó đè vô nó, thì chi kiến lập chi tức vô minh bổn. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, có nghĩa là bổn là bản, bản chất của vô minh. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến bất lập chi, chi kiến bất lập chi, thấy biết nhưng không không lập một cái biết vào, đừng có đè mà những hiểu biết của mình vô nữa, chi kiến bất lập chi tức tánh niết bàn, niết bàn có nghĩa là an vui thanh tịnh đó. Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến bất lập chi tức tánh niết bàn. Các anh chị hiểu nắm được bốn mấy câu này không, hai câu yến đào hiểu không, yến đào mở mic cho yến đào nè. Rồi. Dạ. Một thông điệp được đưa tới thì mình thấy mình biết như vậy thôi, mình mà đè thêm một cái biết của mình vô thì đó là bản chất của không sáng suốt, nó đã không Vâng ạ. còn được nữa, nó sẽ trở thành tánh người rồi, phân tích phân biệt. Rồi, chi kiến bất lập chi có nghĩa là thấy biết, đừng có đè, đừng có chồng thêm một cái thấy vào, đừng có đè thêm cái biết gì vào hết đó, thì đó là tánh, cái bản chất đó là an vui thanh tịnh. Thế và như của em là đang là chi kiến
Lập chi tức vô minh bổn ạ. đã bị dính rồi. Vô minh có nghĩa là không còn được sáng suốt của an vui thanh tịnh nữa, đã bị dính dính tánh người vô á, cái suy nghĩ của mình nó khởi lên dính vô rồi. Vâng ạ. Ví dụ giống như giờ nè, Yến Đào nhìn thấy Nhật Anh đúng không, nhìn Vâng thấy, ạ. thấy rồi thấy đẹp trai không, Vâng ạ, có. có trả lời thôi là đã dính, hiểu không? Nếu đã thấy là trả lời đẹp xấu gì cũng dính hết, đẹp xấu gì cũng dính hết, thích không thích gì cũng dính hết. Còn nếu chỉ thấy, biết thấy như vậy thôi, ai kêu đè thêm tự nhiên chồng vô một cái thấy nữa, chồng thêm một cái biết của mình nữa, cái này gọi là đẹp, cái này gọi là xấu, rồi thì đã chồng vô thì không còn được an vui nữa, hiểu? Vâng, em hiểu ạ. Vậy thì thấy nè, thấy và biết thì đừng đè thêm nữa, đừng chồng thêm cái biết nào của mình nữa, thì đó là bản chất của an vui thanh tịnh, tánh không được khởi tạo. Lúc đó là cái trạng thái là tâm cảnh, tâm cảnh tách nhau, Tâm tâm cảnh. Tâm cảnh tách nhau ra. Tâm với cảnh tách nhau ra. Tách ra cái thì có được có một cái nè. Hình dung thử tách nhau ra có phải có khoảng không không? Tâm cái bên trong với bên ngoài đây không dính nhau nữa, tâm cảnh không dính nhau, tách nhau ra một cái thì có khoảng không nội tâm. Bằng cách đơn giản lắm, biết mình đang nghe và biết mình đang thấy là cách để khởi tạo được tánh không nội tâm. Biết đang nghe, biết đang thấy, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Biết mình đang nghe nè. Biết mình đang nghe. Anh chị đang nghe tiếng. Các anh chị biết đang nghe thôi. Rồi, biết mình đang thấy. Ừ, các anh chị làm hai câu này thôi là khởi tạo được tánh không á. Đúng ra là bốn câu: biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Nhưng mà dễ nhận nhất là hai cái đầu tiên, nghe với thấy là dễ nhận nhất, tại vì hai cái hai căn đó, hai cái tánh đó dễ nhận nhất, tánh nghe tánh thấy. Nên ra các vị tổ nè, các cao nhân, các thiện tri thức á, họ mới dùng gọi là tánh nghe tánh thấy là bè, là bè có nghĩa là phương tiện đưa qua sông, đưa qua bên kia, đi qua bờ bên kia. Nên tánh nghe tánh thấy giúp mình đó là phương tiện để đưa mình tới sự an vui thanh tịnh. Anh chị nhận hiểu ý? Biết mình đang nói thì đà là các anh chị đang, nếu ai có nói là biết mình đang nói, nghe được tiếng của mình, biết mình đang nghe với biết mình đang nói. Rồi, lúc đó trí tuệ nó tự sáng nhất. Lát nữa nói tới trí tuệ bậc 4 á, trí tuệ bậc 4, trí tuệ tự nhiên biết á, thì các anh chị sẽ tự nhiên sẽ những cái nền trả lời kiểu làm sao, phản hồi kiểu gì, đối đãi làm sao, rồi không lẽ đính thinh sao, rồi lỡ người ta chửi mình, đánh mình thì sao, không có đâu. Lúc đó các anh chị tự biết sẽ làm gì. Trí tuệ bậc 3 là nền tảng của trí tuệ tầng bậc 4. Hình như
an vui hết hay sao ta, không nghe nói năng, không nghe ai nói gì nữa hết. Đúng thân hết bạn. Hiền Vũ, Hiền Vũ đấy. Đây nhờ anh mở mic cho chị Vâng, em chào thầy ạ. Em cảm ơn thầy, à, xin biết thầy là thầy đã cho em tới. Em có một cái thắc mắc nho nhỏ, tức là vì bình thường mà thầy đang nói về cái tính không thì em thấy là có những lúc ví dụ mà phụ nữ hoặc là như tầm như bọn em thì bây giờ nhiều khi mình bảo là mở cái tủ lạnh ra lấy cái gì đấy, nhưng mà khi mình mở mình chỉ nhìn thôi, xong mình không nghĩ cái gì, không nghĩ được điều gì, xong mình lại đóng tủ lạnh lại, thì đấy đã có phải là tính không không? không, cái đó là tánh không, Vâng. tánh không thì chứ không phải tính không. Nhưng mà mở tủ lạnh ra không biết lấy gì thì chưa chắc tánh không nữa, có khi trong đầu cũng suy nghĩ cái gì khác, hoặc là cũng có gì đó đang bâng quơ nên cũng không biết lấy gì, chứ chưa Vâng, hẳn là cũng giống như cái việc là mình đi đường ạ. Thì nhiều khi mình đã nghĩ là một điểm đến rồi, nhưng ra trong đầu không nghĩ cái gì đấy ạ, không nghĩ một cái điều gì luôn, nhưng cứ vu nếu vơ mà là đi không, qua. nếu mà không nghĩ gì hết thì có khả năng. Nhưng nếu mà đầu óc tưởng tưởng ở đâu đó, suy nghĩ bâng quơ thấy tưởng tưởng ở đâu đó, sau đó giật mình lại thấy ủa sao chạy tới đây rồi, thì nó không phải tánh không, tại vì đã có tưởng thì không còn tánh không, tánh tưởng rồi chứ đâu có tánh không. Tánh người á, đã khi có tánh người thì tánh không trước đó, tánh không phải khởi tạo trước, tánh không an vui thì tánh người dao động nhẹ, có suy nghĩ thì không còn là tánh không nữa. Vâng, vậy em biết ơn thầy ạ. Nhưng là tánh không đơn giản lắm nè, bây giờ thấy biết mình đang thấy thôi. Bây giờ nè, nếu khen, nếu bây giờ khen Hiền nè, Hiền ơi sao đẹp quá vậy, ăn gì mà đẹp quá vậy, ăn gì đẹp gái xinh gái quá vậy, rồi có suy nghĩ gì không, Dạ không ạ. có Lúc phải biết nghe không? có ạ. Nghe có phải tự nhiên trong trong lòng á, trong nội tâm có khoảng không, không không suy nghĩ Vâng có ạ. khoảng. Ở đó nếu là chỉ có là làm mà biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, tự nhiên nó tạo được tánh khoảng không, khởi tạo được tánh không. Và cho em xin chia sẻ là thực ra là cái đợt mà em nghe, em có nghe ở cái khóa K28, nhưng mà sau khi cái khóa hôm nay này để em được học trực tiếp thì em mới thấm nhuần và hiểu rất là rõ về cái tính không. Còn hôm trước thì em cũng cũng nghe nhưng cũng có một cái thắc mắc gần như này, thì hôm nay thì em đã hiểu rõ rất là nhiều rồi. Biết ơn thầy. Dạ vậy là có hiện thực rồi đó, chúc mừng, chúc mừng, nhưng cực nhất chúc mừng thôi, nhưng cũng đừng mừng. Ai á, ai mà ham thích, ai đây nãy giờ các anh chị nghe, các anh chị có được cái trạng thái an vui thanh tịnh nhẹ không, an vui nhẹ nhẹ hoặc là không có suy nghĩ gì hết không? Biết ơn Hiền nha, biết ơn Hiền Vũ đã chia sẻ. Ai đây các anh chị có khoảng không, không khoảng không trong nội tâm á, có nghĩa là cũng không suy nghĩ, cũng thấy trống trống làm sao á, có không, hoặc là an vui nhẹ nhẹ không? Rồi hay đó, nghe hiểu nhưng không suy nghĩ, à được đó, à có đúng không các anh chị, chúc mừng các anh chị, chúc mừng cả nhà, nếu làm được thì các anh chị cải tạo được tánh không đó. Nhưng ai ở đây chúc mừng, nghe chúc mừng xong cái mừng quá, tôi thấy trời vui quá, tôi khởi tạo được rồi, tánh không vui quá khó rồi, thì ngay giây phút đó nó mất đi liền. Nóng không ta, ngay giây phút quá vui đó thì lớp tình này vui quá mà, vui mừng quá, lớp tình nó chen vô, lớp tình nó chen vô thì nó tan tánh không đi. Hiểu ý. Nhưng được quyền vui mừng không? Được, có quyền chứ. Trời đã là con người, mừng cũng chết, vui cũng chết. Vui mà, vui vẻ mà. Nhưng khi nào muốn khởi tạo tánh không thì khởi tạo, còn khi nào hết thì thôi. Hết tánh không thì xài tánh người, xài tánh người định hướng hướng dương. Còn không có thì cân bằng. Hết cân bằng thì hướng dương. Hết cân bằng thì chỉ có hai đường thôi, một là hướng âm, hai là hướng dương.
Tại vì ngoài ra trạng thái nội tâm đâu còn đường khác. Phải không? Chỉ có âm dương với cân bằng. Và giờ các anh chị cân bằng. Sau đó thì định hướng, một là hướng âm hay hướng dương thôi chứ đâu có hướng khác. Vậy thôi định hướng hướng dương cho nó khỏe. Lúc an vui á, thanh tịnh nè, tánh không nè, thì chỉ có nó nhẹ nhẹ như vậy đó. Các anh chị rất an vui và không dính mắc nội tâm và sẽ làm chủ được nội tâm của mình. Sau đó các anh chị mới lựa chọn, tùy các anh chị mới lựa chọn là dùng lớp tánh để phân tích phân biệt hay là dùng lớp tình để đối đãi sau khi các anh chị khởi tạo tánh không. Mình dùng cái gì để mình quyết định ứng xử ở ngoài là tùy mình. Ví dụ như ai đó chửi mình khùng thì đầu tiên thay vì mình sân si lên trước làm chi, mình an vui trước, khởi tạo tánh không trước một cái, biết đang nghe, biết đang thấy, làm chủ nội tâm rồi sau đó mình được quyền lựa tánh hay tình để mình đối đãi lại không, mình xử lại không, cả nhà mình được quyền dùng lớp tánh để phân tích phân biệt không. Nó liền làm gì chửi tôi, sao chửi, làm gì chửi, có khả năng nói được không, dùng tánh để đối đãi lại hoặc hay dùng tánh để phân tích phân biệt hoặc là dùng tình để đối đãi lại không, được tùy mình. Nhưng mà khởi tạo tánh không trước thì đơn giản để làm chủ nội tâm. Các anh chị làm riết từ từ quen cái đưa vào nhận thức được à, lúc quen á chưa có thì chưa có, chưa gọi là ứng dụng trí tuệ thần bậc ba, chưa chưa được thì giờ mình dùng nhận thức bậc ba. Khi có vấn nạn xảy ra thì mình bắt đầu khởi tạo tánh không lên, đặc biệt những cái bất như ý xảy ra, bất như ý không như ý mình xảy ra, những thông điệp nè, thông điệp là cái gì, những hình ảnh bất lợi nè, những cái xuất hiện trước mặt mình bất lợi cho mình, những cái nghe không có lợi cho mình, những cái tin đồn hoặc là những cái sự kiện, những cái quá quá sức tai nạn hay cái gì đó xảy ra làm cho mình bất ngờ quá, nó tới xảy ra không như ý, vậy thì những cái đó là cảnh á, cảnh vật ở ngoài đưa tới, vậy thì muốn làm chủ nội tâm mình khởi tạo tánh không. Khởi tạo tánh không là bước đầu tiên để làm chủ nội tâm. Khởi lên tánh không, khởi tánh không bằng cách nào, đó là dùng hai câu này: biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Tánh nghe tánh thấy là bè đó, biết mình đang nghe với biết mình đang thấy. Nếu ai làm được biết mình đang nói nữa thì ngon, làm được nữa biết mình đang biết nữa thì quá đẹp, còn nếu không thì thôi, chỉ biết mình đang nghe thôi. Biết mình đang nghe là đã bao hàm cái biết rồi, biết như vậy thôi, với biết mình đang thấy những thông điệp hình ảnh trước mắt mình, thấy biết như vậy thì tánh không sẽ khởi tạo nên liền à. Lúc nó trống không mà thấy nhức cái đầu hả, nhức nhức cái đầu hả, chắc do canxi hay gì không, còn không có trống không á thì kệ nó nhức kệ nó, từ từ nó hết à. Rồi trong quá trình nó trống không á, hai đây trải nghiệm đi, tánh không á là tâm với cảnh tách nhau ra, tách ra thì có khoảng không ở đó, thì trong tổng nghiệp của mình á, cái kho các anh chị cứ hình dung kho nó đóng cửa mà hằng hà sa số giờ nó đóng lại, bây giờ nó tách ra cái nó có khoảng không, mở cửa kho bắt đầu á nó tuôn ra, nó tuôn ra hằng hà sa số đời, nó tuôn 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 lên ngũ, các anh chị thấy từ lưa hết, hoặc là giai đoạn nào đó nó khởi lên từ lưa hết, chúc mừng, tại vì các anh chị đã khui được, gợi được để nó xuất ra những cái gì không tốt nó chảy ra ngoài hết, thì qua giai đoạn ngắn đó thôi, cho thời gian rất ngắn các anh chị chỉ tiếp tục an vui tánh không thì nó qua hết, thì kho của mình trống, kho của các anh chị á, các anh chị sẽ kho sạch kho, nó biến thành là tổng nghiệp, lúc đó nó thành cái kho tàng thức á, tổng nghiệp tàng thức nó sẽ chứa những cái tốt đẹp, còn những cái nào nó bắt đầu an vui đơn giản hơn.
được không các anh chị? Khởi tạo thánh không nội tâm ha. Rồi Kim Yến nè, Kim Yến giơ tay nãy giờ nè, mời Kim Yến à. Dạ, cảm ơn thầy. Em muốn hỏi là có một nghi vấn đó, làm sao để mình có thể ứng dụng linh hoạt cả từng bậc 1, bậc 2 và bậc 3 để mà mình có thể một cái tình huống nào đến để mà mình sử dụng và mình đứng trên vấn nạn khi mà có một cái thông điệp. Đơn giản nhất là lên được bậc 3 trước, Dạ. lên trạng thái về nhận thức bậc 3, nâng bậc 3 trước, sau đó muốn luân chuyển đi đâu thì luân chuyển. Có nghĩa là mình nghe, chị mình biết, mình chỉ đang nghe, đang thấy, sau đó là mình dùng tánh để mình phân tích, phân biệt à? Lúc đó nó sẽ tự luân chuyển. Dạ. Bậc 3 xong nâng tiếp tục, bậc 3 giữ được bậc 3 thì nó xuyên suốt một chút nữa nó nâng lên bậc 4. Trí tuệ bậc 4 trí tuệ tự nhiên biết. Tự nhiên Dạ. biết là định của bậc 1. Tại vì tự nhiên biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, tự nhiên biết nói gì, cái không nên nói gì. Tự nhiên biết đó là thấy gì, tự nhiên biết thật giả kiểu sao. Thì tự biết luân chuyển, hoặc có khi luân chuyển xuống bậc 2 để nhận thức cội nguồn từ tôi, để không oán trách người ta. Nhưng bậc 3 rồi là nền tảng bậc 2 luôn á. Còn Nên không có người thì họ phải nâng từ từ lên, và nâng bậc 1 cự lộn quá, đúng sai thật giả hoài không giải quyết được gì hết. Cuối cùng nâng lên bậc 2 thêm nhận thức từ mình, cội nguồn từ mình thì đỡ hơn, nhưng cũng chưa xử lý được nữa, cuối cùng phải nâng lên bậc 3 luôn để không thấy vấn đề luôn. Lên bậc 3 là bắt đầu đổi đời. Có nghĩa là mình chủ động huân tập để mà mình sở hữu trí tuệ bậc ba để đưa vào tánh không mọi việc để mình Ồ, an không vui. tập. Rồi tánh không đâu cần huân tập. Huân Dạ. tập nó mới mất tánh không. Huân tập mà đè vô thì nó là chi kiến lập chi rồi, đè thêm cái biết vô nữa nó tan đi mất đi tánh không rồi. Tánh không chỉ có buông đi thôi nè, dùng một trong bốn chữ này nè, dùng một trong mấy chữ này nè, một là chữ buông, một là buông, hai là dừng, ba là thôi, bốn là dứt. Dừng là một trong bốn chữ này nè, cái này gọi là nhất tự thiền. Nhất tự thiền là thiền một chữ nhưng không ngồi thiền gì hết á, chỉ trong giây phút đó dính đúng không, bị dính rồi nó thôi buông. Ồ buông kêu một cái thì nó nhắc nhở mình, nó làm cho mình nhắc nhớ lại là thôi mình buông đi, khởi tạo tánh không lên thì nó buông được, buông nhưng không bỏ, tại vì bỏ thì bị dính mắc, còn buông thì không dính. Bỏ nè, bỏ là phải dục bỏ nó đi, thì đã dính rồi mới phải vậy, dính như keo rồi mới dục bỏ đi, nhưng buông thì chỉ sao, chỉ có thả tay là buông thôi. Buông không có nghĩa là bỏ, dừng không có nghĩa là không đi tiếp, dừng lại sau đó khi nào muốn đi thì đi, thôi không có nghĩa là không làm nữa, dứt không có nghĩa là kết thúc. Vậy là nó còn thờ ơ là nó buông, buông luôn dứt luôn, còn còn khi mà tánh không á là buông dừng thôi dứt, có nghĩa là mình vẫn 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 làm chủ được. Làm chủ được, mình buông thì mình buông thôi, sau đó muốn cầm lại thì cầm. Giống như chị cái anh xách vali á, chị có hay đi du lịch không? Đi du lịch xách vali đi, kéo đi kéo đi thì kéo hoài tới lúc cũng mỏi tay. Vậy thì lúc mỏi tay quá thì sao? Buông à. Buông buông là sao? Kéo vali đi nhưng mỏi tay quá, có những đoạn đường đi Dừng hoài kéo lại. Mình dừng dừng. lại. Có phải để xuống không? Để vali xuống dừng lại, thở một cái, ngồi chơi một chút rồi đi đi tiếp không? Rồi cầm lên đi tiếp. Nhưng lại không dính gì nữa hết. Rồi kéo đi thôi, lúc nào mệt dừng lại. Nào dính thì buông. Còn không có thôi. Rồi khởi tạo tánh không. Nâng lên nhận thức bậc 3 là trọng điểm để thay đổi đời người. Nên các anh chị biết chữ quýt á, chữ quýt á, WIT này là viết tắt á. Viết tắt của Wisdom Tree là trí tuệ bậc 3. Wit là viết tắt của WIT là W
với I là viết tắt của wisdom, trí tuệ. Chữ T là viết tắt cho chữ three, là ba, trí tuệ bậc ba. Nó là trọng điểm để con người thay đổi đời á. Khi con người nhận được tánh không nội tâm, khởi tạo được tánh không nội tâm, thì nhận thức của họ lên được bậc ba là chính thức họ bắt đầu đổi đời. Em nghe nhiều lần và em biết là để giúp cho mình có khối công đức thì giúp cho người nhận được cái trí tuệ tầng bậc ba, nhưng mà nghe nhiều lần nhưng hôm nay mới mới thấu suốt được, mới mới hiểu. Dạ. Biết ơn thầy. Chị muốn giúp họ đó, đầu tiên chị nói cho họ biết được là con người của họ có sự chân thật. Đầu tiên cho họ biết được chân thật. Chân thật là gì? Không thay đổi qua không gian và thời gian sao? Chị cho họ biết thông tin đó. Hôm qua chị học tam giác hiện thực rồi. Vậy thì muốn chuyển qua cho họ một vậy thì cho họ thông tin. Cho họ thông tin. Sau đó mới cho họ khởi tạo tánh không để họ có trạng thái năng lượng. Rồi họ làm được nữa thì nãy giờ làm được cái là có vật chất thì tức khắc chuyển được hiện thực của cái chân thật chuyển qua giúp người ta có nhận thức về chân thật. Dạ. Đầu tiên cho họ thông tin chân thật là con người các anh chị tới giờ các anh chị đã biết được, có phải chúng ta đã biết được là sự chân thật của mình chính là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết đúng không ạ? Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết chính là sự chân thật sâu thẳm trong con người mình á. Con người luôn luôn thấy, luôn luôn nghe, luôn luôn nói, luôn luôn biết. Cái gì cũng xuất phát từ thấy, thấy đầu tiên thấy hết á. Nhưng mà tánh, cái tánh với tình nó nhảy vô nhanh quá. Tánh nhảy vô nhanh quá, có khi tình nhảy vô nữa. Nên nó làm mất đi khoảng không. Chứ thật ra là các anh chị thử, các anh chị là làm liền giúp Nhật Anh, với Nhật Anh ha. Các anh chị nhắm mắt lại đi. Này, nhắm mắt lại. Chuẩn bị nó mở mắt, các anh chị mở mắt ra ha. Nhắm mắt lại chưa ạ? Là chuẩn bị can nha. Khi mở mắt cái các anh chị quan sát nha. Giây phút đầu tiên, cái thời khắc đầu tiên mà mình thấy á. Cái đó đó, cái đó là ý thấy. Thử ha. Rồi các anh chị nhắm mắt rồi. Chuẩn bị mở mắt. Phải không? Mở mắt. Ngay giây phút đầu tiên mà vừa mới mở ra thấy cái. Thì ngay đó có một khoảng không liền. Có một độ trễ khoảng không siêu nhỏ liền. Đúng không? Đúng không các anh chị? Nhưng sau đó thì bắt đầu tánh tình chen vô. Dính vô liền ngay trong khoảnh khắc đến tính tánh tình dính vô liền. Đó, đó, đó. Một cái khoảng siêu ngắn đó là khoảng không. Nó khoảng không. Đó, đó. Cái đó là tánh không đó. Thì trong thời điểm đó các anh cảm thấy không có gì suy nghĩ hết và tích tắc đó vừa xong thì liền có sự an vui, trạng thái nội tâm mình cân bằng lại, an vui nội tâm. Em nhận được luôn thầy, biết ơn thầy. Đó thì chị làm vậy với người ta đó, cho họ chỉ làm như vậy với họ thì cho họ thông tin, cho họ năng lượng, họ tự khởi năng lượng lên mới được. Tánh không là năng lượng của họ tự khởi lên nè nè, cho họ tam giác hiện thực này nè, cho họ một tam giác hiện thực. Họ muốn có an vui đúng không? Đầu tiên cho họ thông tin chân thật. Rồi. Sau đó chỉ họ khởi tạo tánh không. Thì họ có vật chất an vui. Họ có trạng thái an vui. Làm vậy thì hỗ trợ được họ, họ nhận được sự chân thật nữa thì sẽ chỉ tích tạo được phần công đức. Có công đức thì đơn giản để khởi tạo tánh không hơn và đơn giản có an vui hơn. Rồi có thiệt an vui hơn, có nương thì từ từ cái đơn giản để chuyển giao cho họ thì tạo được công đức hơn. Có công đức thì đơn giản để có tánh không với an vui hơn nữa, thì cứ vậy đi tới ngày nào cũng làm lại từ đầu.
cứ ngày trôi qua bỏ đen công đức qua ngày hôm sau làm lại, cứ vậy đó, rảnh cái an vui. Hàng ngày rảnh á, các anh chị rảnh rảnh hàng ngày không có gì làm á, các anh chị khởi rảnh cái, các anh chị khởi an vui lên, khởi tánh không lên. Đẹp nhất là khởi trước lúc ngủ, còn siêu đẹp. Đã nằm thì không suy nghĩ, mà suy nghĩ thì được nằm. Chuẩn bị ngã lưng xuống, các anh chị khởi tánh không một cái nó tánh không nó chớp mắt một cái, chớp một cái an vui liền, thì không suy nghĩ nữa, cái nó chìm xuống, chìm xuống, bắt đầu nói chìm, cái tự nhiên nó chìm chìm rồi đó. Uầy, tỉnh lại. Chỉ cần buông cái là anh buông, giờ buông là ngủ, buông cái là ngủ liền. Ai suy nghĩ quá nhiều trong ngày, tính chất công việc các anh chị phải suy nghĩ nhiều, các anh chị nghĩ làm cái rảnh chút chút cái, các anh chị khởi tánh không cái rồi sau đó không không để lâu được đâu, tại cái nãy các anh chị cũng biết nó có một khoảnh khắc nhỏ à. Dính vô để làm việc tiếp, nhưng mà cứ vậy đó, cứ chạy xe nè, giống như chạy xe ở ngoài á, các anh chị cứ con cho ga vô, sau đó bắt đầu dừng nhẹ cái ga, cái dừng cái ga, cái dừng, cứ vậy đi tới, cứ vậy đó. Nó có phải là mình giống như mình trong bên trong mình có khoảng không, mình không có suy nghĩ vào bất kỳ điều gì đúng không ạ? Dạ. Rồi lúc đó ngay giây phút đó suy nghĩ cái gì nó cũng bén nhất, mọi quyết định thì hầu như đều sáng suốt nhất, tại vì trí tuệ sẽ trưởng thành trong tĩnh lặng. Nó giống Người như giả là bộ khoảng nghỉ ạ. ở khoảng nghỉ đó là một khoảng nghỉ, khoảng nghỉ bản chất nó là một khoảng không, còn vọng thứ nghỉ nhưng mà lại suy nghĩ nữa, đã nghỉ rồi mà đã nghỉ đang khoảng nghỉ nghỉ ngơi mà còn suy nghĩ thì nó còn mệt hơn, chứ có làm được giả bộ hình tướng ngoài nghĩ thôi chứ trong đầu không có nghĩ, trong đầu đâu có nghĩ gì đâu, trong đầu chạy tùm lum hết thì nó còn hao năng lượng hơn nữa, nên nghĩ là nghĩ ở trong á, khoảng nghĩ thì nó phải đến từ cái khoảng không bên trong á, có khoảng không đó thì khoảng nghĩ nó mới có hiệu quả, làm gì cũng bền. Nhật Anh cứ nói một câu nghĩ một câu á, cứ nói một câu đang nói có khi chưa hết câu đã nghĩ rồi, thì ngay giây phút nghĩ đó không suy nghĩ lại nói thì lại mở miệng nói thì biết mình đang nói, sau đó thấy thì biết mình đang thấy, nghe tiếng thì nghe mình thì nghe tiếng biết mình đang nghe, lại cứ vậy nói. Nên lúc nói chuyện như vậy là lúc nào là lúc mà chăm sóc sức khỏe nhiều nhất, an vui khỏe nhất, lúc này là lúc mà mối quan hệ xây dựng mối quan hệ được nhiều nhất, tại mối quan hệ có sức khỏe của mối quan hệ nữa, sức khỏe xã hội á. Rồi lúc nên nói chuyện như vậy là lúc mà thoải mái nhất, làm việc cũng chính là chăm sóc sức khỏe cho mình và cũng là chăm sóc cho mối quan hệ của mình, nên thời gian mình không bị phân tán đi đâu hết, làm một việc là làm hết mọi việc khác. Nên chị Yến, muốn luân chuyển á, luân chuyển các tầng bậc ứng dụng linh hoạt á, đưa về bậc 3 nè, lên thang máy đi lên lầu 3 trước đi, lên lầu 3 trước, muốn đi đâu đi, muốn đi lên cũng đi được, đi xuống cũng đi nhanh, lên đi xuống tùy nghi, tùy nghi làm chủ thang máy là muốn đi đâu đi, đừng đi xuống tầng hầm thôi, đừng đi xuống trí tuệ tầng hầm, khoáng chất một cái nó xuống tầng hầm. Vậy hen chị. Dạ, biết ơn thầy. Rồi, vậy thì nhận thức bậc ba nãy giờ chắc cũng được rồi hen cả nhà, tánh không này chắc cũng không nên suy nghĩ nhiều quá về nó đâu,
Suy nghĩ quá nó mất tánh không đó. Đã suy nghĩ thì không còn tánh không, mà tánh không thì không có suy nghĩ. Chốt lại, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, đây là công thức để an vui. Anh chị đóng khung ghi lại, giờ muốn an vui hay muốn khởi tạo tánh không nó đơn giản dữ trời lắm. Làm đúng cái này nè, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy là hết. Còn muốn bonus thêm, muốn thêm vô thì biết mình đang nói nữa. Nhưng các anh chị thì chưa chưa kỳ vọng biết đang nói đâu. Master á, mentor master thì từ từ mới muốn nói chuyện được, cần có biết mình đang nói thì từ từ có. Còn biết mình đang biết thì nó vi tế lắm. Giống như nóng lạnh tự biết á. Ai đây có quạt đang thổi vô người mình không? Hay máy lạnh đang phà vô người mình? Các anh chị đang ở trong mát hoặc nóng? Các anh chị thử mô tả cái nóng đó cho Nhật Anh nghe chứ. Mô tả được không ạ? À? Không mô tả được không? Mô tả được không? Không mô tả được. Nên hồi xưa Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, khi lên trên, ổng lên trên Trúc Long Yên Tử, thì Đức vua Trần Nhân Tông mà truyền ngôi vua lại cho con Thái tử Trần Anh Tông truyền lại, xong rồi ông lên trên Trúc Lâm Yên Tử để ông tu. Sau đó thì các quan có ông quan văn hóa, ông lên ông thăm, ông mới nói xin Thái thượng hoàng chỉ cho con cách để con có thể con an vui, con an vui thanh tịnh, xin hãy mô tả cho con biết. Ông vua ông mới nói, Trần Nhân Tông ông mới nói, ông về đi, về về đi, đúc một cái chuông, cái tới mùa đông mới lên đây. Thì đến mùa đông đi lên đây thì đang lên đây hỏi lại thì không để ý, đang không để ý cái ông nhốt ông quan nó vô cái chuông, chụp chụp lại một cái thì lạnh quá, mùa đông lạnh mà lạnh quá và bị nhốt rồi, bắt đầu ông mới xin là Thái Thượng Hoàng thả con ra, xin thả con ra, con lạnh quá. Thì thả ra, đang run lẩy bẩy thì thả ra, thì ông vua, ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông hỏi coi vậy thì ông mô tả cho ta nghe ông lạnh kiểu sao. Ông mới nói con lạnh, cái lạnh này con lạnh quá thì con chỉ lạnh con biết thôi chứ sao con nói cho Thái Thượng Hoàng nghe được. Nói ờ vậy thì an vui nó cũng giống vậy đó, an vui thì ai nó nóng lạnh tự biết. Trạng thái an vui đó không dùng từ mô tả. Nãy giờ là mình nhiều chuyện lắm rồi đó. Nãy giờ là Nhật Anh thấy Nhật Anh cũng nhiều chuyện lắm đó. Nói hoài, nói nhiều chuyện hoài luôn á. Chứ đúng ra an vui á, tánh không á, tánh không, đã tánh không rồi mà còn nói nữa. Đáng ra tánh không phải nín thinh chứ. Anh chị hiểu. Tánh không đáng ra phải nín thinh chứ. Nhưng nín thinh hoài, vì nín thinh hoài đó cho nên mấy ngàn năm nay đâu có ai, ít người nhận được lắm. Cả ngàn năm các anh chị có biết người ta tu, người ta đi tìm cả ngàn năm để tìm được cái các anh chị đang có, các anh chị có biết điều đó không? Người ta đi tìm sự an vui á, ta đi tìm an vui sâu thẳm á, đi tìm rất nhiều cách, phương tiện, tìm rất nhiều phương tiện để kỳ vọng có được sự bình an của nội tâm, sự an tĩnh của nội tâm. Mà ngày hôm nay các anh chị đã có, trong khi người ta đã tìm tới hàng hà sa số đời của họ tìm. Các anh chị đang sở hữu một cái tuyệt quý đó. Rất ít người có thể nhận được trước đây. Chỉ những vị đặc biệt lắm, có căn duyên lắm mới nhận được. Nhưng nhận rồi thì cũng không biết nói làm sao cho người ta nghe nữa. Ai hỏi thì nói nóng lạnh tự biết.
mô tả thì cũng không biết mô tả làm sao, mà làm không biết làm cách nào để họ hiểu. Nên có khi á các vị tổ sư thiền mới muốn độ người đệ tử của mình á, thì có những cái gọi là diệu thuật, mấy ông mới dùng những cái thuật để giúp cho các đệ tử nhận lại, gián tiếp nhận lại cái chân thật, phải tạo được tánh không an vui giống như vậy nè. Ông nói cái ông đang đi lại hỏi coi thầy ơi, sư phụ chỉ cho con, thầy chỉ cho con cách để con nhận lại tánh không của con. Thì vừa nghe xong ông hỏi gạo hôm nay gạo ngoài chợ giá bao nhiêu, gạo ngoài chợ giá bao nhiêu, thì vừa nghe câu đó ông kia ông đứng hình, đứng hình nên đang hỏi này tự nhiên hỏi gạo nhiêu cái tự nhiên đứng cứng đơ đó, bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ, nói ông suy nghĩ thì đã không còn nữa, ngay giây phút đó ông đừng suy nghĩ thì mới có trăng hôm nay tròn hay khuyết. Đang đang nói tự nhiên cái nói một câu không liên quan gì hết thì làm cho tách cái suy nghĩ ra. Hoặc là có những ông còn chơi chiêu nữa, diệu thuật nữa, đó là đang đứng giải gạo vậy đó, ông đệ tử đang đứng giải gạo, ông chặt ông kia ông thầy á, ông chặt đổ cái cây, ông tán cái cây kêu cái rầm, hoặc là đóng cái cửa kêu cái rầm, thì một tiếng âm thanh bất ngờ đó, ầm ầm một tiếng cực lớn đó, thì tán vô tác động vô thì tác động vô tánh nghe, thì ngay giây phút đó chỉ biết đang nghe thôi và đơ hết, chỉ đang nghe, nghe quá lớn đùng một cái nghe thì chỉ có biết đang nghe, thì từ đó ngộ đạo. Ngộ đạo xong rồi thì không có cái gì chứng được hết, chứng không có chứng được, mà chỉ có xuất bài thơ bài kệ ra. Tại vì lúc an vui á, có những vần thơ kệ nó xuất ra tự nhiên mà không phải suy nghĩ, không phải cố gắng suy nghĩ, tự nhiên nó tuôn ra, có những cái bài thơ bài kệ nó tuôn ra về liên quan đến sự an vui, nó tuôn ra trong tổng nghiệp hằng hà sa số đời của mình, nó tích lũy và nó tuôn ra, thì những vị tổ mới nhìn thấy đó, mới biết đạo này ông đã nhận được, nên mới truyền lại cho dòng thiền truyền lại. Nên một ông tổ chỉ độ được có một người, một vị tổ độ được có một vị tiếp theo và kế thừa đó và truyền tiếp đi. Nên tới hằng hà sa số đời này cứ mấy mấy ngàn năm thì chỉ có một vài người đếm trên đầu ngón tay thôi là nhận được thôi. Nên các anh chị còn nhớ câu chuyện con yêu tinh không ta? Con yêu á, con yêu tinh nó đấu tranh là người á, cái nó giấu đi chân thật á. Khởi đầu của cấu trúc con người á, các anh chị nhớ không? Nó đã giấu đi rồi. Nên leo giấu mất chân thật, giấu mất tiêu luôn và không ai nghĩ là nó nằm trong con người mình. Đi tìm kiếm khắp nơi hết. Nên con người hướng ra bên ngoài để kỳ vọng có sự an vui nội tâm thì vĩnh cửu không tìm được, hướng ra bên ngoài để kỳ vọng có hạnh phúc nội tâm vĩnh cửu không tìm được, hướng ra bên ngoài để kỳ vọng có sự giàu có mãi mãi nghèo nếu như không có nhận lại bên trong của mình. Nên là họ có những câu nói là chân thật á, chân thật là không nay không xưa, chân thật không nay không xưa, chân thật không thêm không bớt không thừa, chân thật không nay không xưa, chân thật không thêm không bớt không thừa. Chân thật không nay không xưa, chân thật không thêm không bớt không thừa, không thêm bớt gì. Ai nhận được sự chân thật thì đủ đầy liền tức khắc, ai có sự an vui, sự an vui thanh tịnh, các anh chị vừa có khởi tạo tánh không lên an vui, trạng thái đó là viên mãn nhất, không thiếu, không thấy thiếu thốn gì nữa, không thiếu tri thức, không thiếu tiền, cũng không thiếu điều kiện, không thiếu hiểu biết, tất cả những rào cản xóa đi, tự ngày nâng lên nhận thức bậc ba.
xóa đi hết rồi tan hết luôn, không không có thiếu thốn, cũng không thêm không bớt, không thừa không gì hết, chỉ có trọn vẹn viên mãn. Nên trong nhà Phật á, người ta gọi Phật tánh viên mãn, viên giác tánh, có những cái từ như vậy đó, là trọn vẹn đủ đầy, không thêm không không xưa hôm nay không xưa gì hết, không có quá khứ hiện tại, không có quá khứ tương lai gì hết, không có thời, chỉ có đúng lúc này thôi. Nên là ai mà làm được câu này nè, biết đang nghe với biết đang thấy, thì các anh chị sẽ sống được với thực tại. Các anh chị có muốn sống được với thực tại của mình không? Các anh chị có muốn sống được với thực tại của mình không? Sống được ở hiện tại mình. Ở hiện tại này nè, các anh chị có muốn sống ở hiện tại không? Có ai đã từng có mong muốn hoặc có nghi vấn là làm sao để sống được ở hiện tại không ta? Trọn vẹn ở hiện tại. Có để ý là có khi mình cũng nói miệng không cả nhà? Cũng nói miệng là mình biết chứ, mình rất biết là phải sống ở thực tại, ở hiện tại chứ. Mình cũng tỉnh, cũng rõ lắm á, cũng thể tỉnh thức đời sống ở hiện tại lắm á. Nhưng mà cái tưởng của mình nó kéo mình đi đâu á. Mình ở yên đường chỗ vài giây cái nó kéo mình đi chỗ khác không? Suy nghĩ liền à. Nên ai muốn sống được với hiện tại này, sống được ở thực tại, các anh chị chỉ cần làm cái tờ giấy này nè, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, thì tức khắc ở hiện tại liền, trọn vẹn ở thực tại liền, sống ở thực tại nè, biết đang nghe thôi, biết đang thấy. Thì mình không có thể nhận thức được là ở thực tại luôn, nó không có thời, không nay không xưa, nhưng chỉ có biết như vậy thôi, thì ngay giây phút đó là trọn vẹn nhất và đang ngay sống ở thực tại này. Nếu dùng ngôn ngữ để nói thì mới nói sống ở thực tại được. Nó khác thờ ơ. Thờ ơ là vô tâm. Còn khi đã tánh không nè, thì biết rất rõ, biết nhưng không dính. Người ta nói gì các anh chị biết hết, nghe được hết, hiểu hết luôn, nhưng không dính. Hiểu nhưng không nói á, hiểu nhưng mà không 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 nói ra. Biết hết luôn á, nhưng lại không dính gì hết. Nói gì có nhiều quá không ta? Nói vậy hình như nói hơi nhiều mà. Nói nhiều quá nó không còn cái gì đánh không nữa rồi. Nghĩ nói thôi. Từ ngày có tam giác hiện thực ra đời á, mới vật chất hóa được an vui, vật chất hóa được tánh không, gọi tên được nó, có thông tin năng lượng vật chất đầy đủ. Rồi, tánh không, cái này là tánh không nha, tánh không là nội tâm, các anh chị ghi lại để phân biệt từng tí nè. Tánh không á, tánh không là của nội tâm. Có hai cái chữ này phải phân biệt được chút. Tánh không với lại tính không.
Tánh không á, tánh không là tánh không nội tâm, tánh không của nội tâm. Còn tính không á, là tính không của vạn vật. Tánh không nội tâm, tính không của vạn vật. Tính không có nghĩa là không là gì, thì nó không là gì, nó có thể thành bất cứ cái gì. Còn tánh không là nội tâm mình có cái trạng thái khoảng không của nội tâm là tánh không. Khi con người nhận được tánh không thì họ mới hiểu được tính không. Khi con người nhận được tánh không thì họ mới hiểu được tính không. Khi con người nhận được tánh không thì mới nắm bắt được tánh không, tính không là sao. Ví dụ đây, các anh chị nhắc đến tính không thì các anh chị nhớ đến ví dụ của đưa một cái này lên không ạ? Đưa cái này lên đây cả nhà. Các anh chị ơi, cái này là cái gì ạ? Các anh chị, cái này là cái gì ạ? Đây là cái gì các anh chị? Đây là cây bút không? Cây bút thì dùng để, cây bút thì dùng để viết. À, nhớ tới chỗ đó không ta? Cây bút này hay con chó này, nếu con chó nhìn vô thì nó thấy này là một khúc xương. Ừ, khúc xương hay đồ chơi gì đó. Nếu mình để ở đây không có mình, cũng không có con chó ở đây, vậy thì nó là gì? Nó là gì ta? Không là gì? Không là gì? Vậy thì nè, mình nói nó không là gì thì có phải là mình cũng gọi nó là không là gì không cả nhà? Mình nói nó không là gì thì mình cũng là cái, trong đầu mình có cái không là gì, cái chữ đó mình gán cho nó không? Nó không là gì là do mình nói vậy thôi, chứ thật ra mình đã cái nó mình nói nó dính vô đó, nói nó không là gì đó. Nè, cái bút nè, cái bút không là gì, cái bút không là gì, cái bút không là gì.